chào các bạn các bạn đang nghe bộ truyện tà thiếu dược vương của tác giả phương tưởng được chuyển thể thành truyện audio bởi kênh youtube truyện đêm khuya audio bộ truyện đã được dịch trọn bộ nhưng đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ mong rằng các bạn sẽ hài lòng khi nghe nếu thấy hay các bạn hãy cho mình xin 3 giây nhấn like share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé xin cảm ơn Cũng không đủ để cho hắn đầu hàng tận hiến, Hắn chỉ là không muốn tiêu thất khỏi thế giới này. Cũng đã sống quá vạn năm, còn chưa tìm ra đáp án, chết thì thật không đáng. Cho nên cũng dẫn đến hiện tượng hắn rất thường suốt công không xuất lực, so với tiểu man hắn không hợp cách chút nào. Nhưng mà khiến hắn có điểm bất ngờ chính là Thiên Huệ chưa từng bất mãn với hắn vì điểm này. Thiên Huệ quả quyết tự lập, xưa nay có chủ kiến, đối với hắn cơ hồ mặc kệ không quản. Tiểu Man bình thường tìm hắn phiền phức, đại khái cũng là nguyên nhân này. Khác xa hắn tiểu man đối với thiên huệ là trung thành và tận tâm nghĩ tới đây hắn cũng có chút xấu hổ không ngờ khi hắn thỉnh chiến thiên huệ vẫn dứt khoát đồng ý a à tín minh bạch vô luận là nguyên nhân gì chỉ là phần lý giải này cũng đã cực kỳ khó có được cái âm thanh cảm tạ này là chân tình thực lòng tiểu man lạnh lùng hừ lạnh nếu như tại trước mặt cô ra ném mất người của chúng ta người tự mình cắt cổ đi thiên huệ thủy chung giống như nữ chiến thần lẫm liệt đứng trang nghiêm gương mặt đột nhiên hiện lên một mặt đỏ ửng nàng giận dữ chừng mắt với tiểu man, nhưng không hé răng. A tín ha ha cười, vừa định biểu đạt một cái lý tưởng hào hùng của mình, liền bị tiểu man lạnh lùng cắt đứt, đi nhanh đi, lắng nhần cái gì. Tiếng cười dài A tín khựng lại, ngưng ở cổ họng. Bỗng nhiên một tiếng bạo quát giống như ngòi nổ, từ xa xa ập tới, bên trong thánh châu, dám vi phạm thánh trung lệnh cấm, tập kích danh môn Tu Gia Lén lút, còn không chịu thúc thủ chịu trói. Một binh đoàn tựa như một đóa hỏa vân, từ xa vời thiêu đốt bay tới. Tướng sĩ binh đoàn này thuần một sắc nộ hồng, kim sắc sắc y tinh xảo hoa lệ, ai nấy thần sắc lành lạnh hờ hững, vừa nhìn thì biết đó là hạng người thân kinh bách chiến. Phó tướng cầm đầu thể hình khôi ngô, mặt chữ điền lông mày rậm, gây chú ý nhất chính là một đầu tóc hỏa hồng. Bầu trời chợt lóe hồng quang, giống như một đoàn lưu hỏa từ thiên ngoại gào thét bay tới. Oanh, bầu trời cách đường thiên hơn trăm trượng, đột nhiên nổ tung, hỏa xà bay lượn khắp bầu trời, hỏa quang tan hết, cái binh đoàn xuất hiện, lộ ra hình dáng thu tướng quân nam tử cầm đầu khom người hành lễ với thu thiên kình trên bầu trời thu thiên kình hơi hơi khom người không ngờ một chút việc nhỏ vậy mà lại kinh động hỏa tướng quân nhưng trận chiến này quan hệ tới tư cử của thu gia ta còn thỉnh tướng quân không nên nhúng tay hỏa tướng quân nghiêm mặt nói thánh trung đã vang chính là lúc bọn ta đại triển kế hoạch lớn thu gia chính là cột trụ của quang minh châu ta há có thể bị những hạng người đạo trích này kéo tại nơi đây thu thiên kình có chút do dự lão nghe hiểu ý tứ trong lời nói đối phương. Ý tứ của đối phương rất minh bạch, thời điểm mấu chốt như vậy, không nên làm phức tạp, nếu có phân tranh gì cũng nên giải quyết dứt khoát. Thu Thiên Kình biết rõ lần này việc bọn họ mưu đồ lớn cỡ nào, hơn nữa. Lão lườm đường thiên một cái, khóe miệng hiện lên một mặt cười nhạt, gật gật đầu, tướng quân cẩn thận, những người này không phải quang minh kỵ sĩ đoàn. Ngay từ đầu, lão hoài nghi đối phương là quang minh kỵ sĩ đoàn. Thù hận giữa song phương, Đồ phỉ khai đao chi ý với thu ra cũng rất rõ ràng, cái này cũng là nguyên nhân dẫn đến tư duy của lão chạy vào sai lầm. Nhưng mà vừa giao thủ, lão liền minh bạch đối phương căn bản không phải Quang Minh Kỵ sĩ đoàn. Thánh Viêm, hắn không cảm thụ được bất cứ một điểm khí tức Thánh Viêm nào, nếu đối phương là Quang Minh Kỵ sĩ đoàn, điều này tuyệt đối không có khả năng. Thánh Viêm là nguồn cội lực lượng của bất cứ một gã Quang Minh Kỵ sĩ nào, trong chiến đấu cường độ cao chính là vô pháp ngụy trang. Đường Thiên sừng sốt, hắn không ngờ Thu Thiên Kình vậy mà lại phát giác bọn họ không phải quang minh kỵ sĩ đoàn. Vậy thì có nghĩa, ý đồ bọn họ ngụy trang thành quang minh kỵ sĩ đoàn, đục nước béo cỏ đã triệt để phá diệt. Ánh mắt hỏa tướng quân lạnh lẽo, thản nhiên nói, giả mạo quang minh kỵ sĩ đoàn, tội thêm một bậc. Hiện tại ngay cả thánh điện cũng không thể nào cứu được các ngươi. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một tiếng cười khẽ vang lên tại chiến trường Dương Cung Bạt Kiếm, toàn trường có thể nghe. Ai nói chúng ta giả mạo quang minh kỵ sĩ đoàn? một gã hồn tướng không biết từ khi nào xuất hiện cách đường thiên không xa a tín thi thi nhiên nhiên tại giữa không trung sân vắng lửng thững mang theo mấy phần chẳng hề để ý chúng ta là thiết diện binh đoàn của mai tư phỉ nhĩ đức gia tộc ân oán giữa thu gia và mai tư phỉ nhĩ đức gia tộc ta ta không cần nhiều lời lẽ nào các hạ dự định tham gia thu thiên kình và hỏa tướng quân không khỏi đồng thời sướng sốt mai tư phỉ nhĩ đức gia tộc bọn họ nghĩ tới các loại khả năng nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc. Một cái danh môn tầng dưới chót chạy đến trước mặt một cái đỉnh cấp danh môn nói chúng ta có cửu oán. Cái này hoàn toàn phá vỡ thường thức của bọn họ, thực sự quá sai lầm rồi. Từ lúc nào, tiểu danh môn tầng dưới chót dám thách thức đỉnh cấp danh môn như thế? Hơn nữa, từ lúc nào, tiểu danh môn tầng dưới chót vậy mà lại có thể có được binh đoàn cường đại như thế? Trên thương thuyền, tiểu man có chút hận bốc khói, cái gia hỏa này bình thường không phải rất cơ chí sao? sao tự nhiên bộc lộ nội tình của mình. Đôi mắt đẹp của thiên huệ lưu chuyển quang mang, khẽ cười một tiếng, ta lại cảm thấy hắn xử lý rất khá. Vậy mà lại thấy không thể làm giả quang minh kỵ sĩ đoàn, lấy danh nghĩa mai tư phỉ nhĩ đức gia tộc, vô cùng thích hợp. Đầu óc A tín xác thực xoay chuyển nhanh, trong mắt tiểu man hiện lên vẻ vui mừng, nhưng mà ngoài miệng lại hư lạnh, mèo mù vớ được chuột chết. Thiên huệ lường tiểu man một cái, hi hi cười, cũng không nói thêm lời nào. Tiểu man tức thì cảm thấy toàn thân có chút không được tự nhiên, gieo lên tiểu thư người đây là biểu tình gì. Thiên Huệ nháy con mắt một cái, người đoán đi, đầu tiểu man đầy hắc tuyến, giữa không chung, hỏa tướng quân căn bản không tin, cười lạnh nói, quả nhiên không thấy quan tài không đổ lệ, đến thời điểm này còn chưa từ bỏ ý định, còn cố lộng huyền hư, muốn chết. A tín không sợ chút nào, hướng về đường thiên không người, cô ra, không biết có thể đưa kiếm trận này giao cho thuộc hạ hay không. Đường thiên nhớ tới quan hệ giữa A tín và binh, nhớ tới thân phận nam thập tự binh đoàn của hắn bừng tỉnh đại ngộ đúng vậy thanh kiếm này ẩn chứa khí tức chiến hữu của a tín hắn không nói hai lời cầm bất tử kiếm đưa cho a tín về sau nó chính là của ngươi thân thể a tín chấn động luống cuống tay chân tiếp nhận bất tử kiếm dù cho chỉ một hồi vừa rồi mọi người đều có thể nhìn ra thanh kiếm này bất phàm đường thiên vậy mà lại đưa thanh kiếm này cho hắn a tín nhìn thật sâu đường thiên tuy rằng trên mặt đường thiên có mặt nạ nên thấy không rõ lắm vẻ mặt của hắn nhưng mà con mắt hắn trong suốt như nước trong đầu đường thiên xác thực không có chút tạp niệm nào cũng không suy nghĩ nhiều cái này chỉ là một động tác theo bản năng tình cảm của đường thiên đối với bất tử kiếm đại bộ phận đều là bị phần chấp niệm kia làm động dung chấn động hắn rất kích động rất vinh hạnh rất tôn kính những tiền bối kia nhưng mà hắn biết rõ những truyền kỳ kia là của bọn họ những tín niệm kia là của bọn họ những tình cảm kia cũng giống thế thuộc về bọn họ là thuộc về nam thập tự binh đoàn mình phải sáng tạo truyền kỳ thuộc về mình mình phải viết ra tín niệm của mình ngay từ đầu hắn là như thế dù cho hắn kế thừa rất nhiều thứ của nam thập tự binh đoàn nhưng mà hắn chưa từng cảm thấy mình sống là vì phục hưng nam thập tự binh đoàn truyền kỳ của hắn là đại hùng tọa là tam hồn thành là nam minh là thần thiếu niên đồng bạn của hắn là binh là hạc là tiểu húc húc là tỉnh hào đại ca là tái lôi là tỷ ba là đinh đương mình không tính nghịch chút nào không ước ao của người khác chút nào thanh kiếm này ẩn chứa cảm tình quá rừng rực, không thuộc về hắn, thuộc về A Tín, cho nên đường thiên cảm thấy giao cho A Tín mới phải, bất tử kiếm cũng sẽ rất hài lòng. A Tín hướng về đường thiên làm một đại lễ, âm thanh cung kính nói, thỉnh cô ra áp trận cho thuộc hạ. Dứt lời đứng dậy, cầm bất tử kiếm, bước lên ngủ yên chi hải. chương 905, sự cường đại của A Tín. Một bước lăng không, mọi người vừa cảm thấy hoa mắt, A Tín đã bước lên ngủ yên chi hải. Thần tình hắn phức tạp, trong lòng ngổn ngang trăm mối, nghiêm túc, kích động, cảm khái, hoài niệm, nhưng những tâm tình này chợt lóe trong mắt hắn rồi biến mất, hắn lại khôi phục như thường ngày, trầm tĩnh như nước. Lửa giận trong lòng Thu Thiên Kình từ từ biến mất, rằng có lâu như vậy với hạng người vô danh còn chưa thắng lợi, hơn nữa đa số thời gian đều là lão ở vào hoàn cảnh bị áp chế, vốn tâm cao khí ngạo, tâm tình Thu Thiên Kình có thể nghĩ mà biết. Nhưng vậy mà lúc này, hỏa ra đột nhiên đến, nói muốn hỗ trợ. Thu Thiên Kình chẳng muốn hỏa ra hỗ trợ tẹo nào, lão có đủ lòng tin tiêu diệt được những địch nhân đáng ghét này. Ngay cả một đám vô danh cũng không giải quyết được, còn cần tới hỏa ra hỗ trợ thì còn ra cái thể thống gì. Nếu thật như đối phương đã nói là Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc, vậy thì thật quá mất mặt. Ngay cả một danh môn tầng dưới chót cũng không xử lý được, tính là danh môn đỉnh cấp cái gì nữa. Giờ tệ hơn nữa là, cái này sẽ khiến người khác cho rằng thu ra chỉ có vẻ ngoài mà thôi, tại thời khắc then chốt như thế, nếu để mọi người mất lòng tin với Thu gia, không thể nghi ngờ gì nữa đối với Thu gia mà nói là đã kích thật lớn. Một nước đi sai thua cả bàn cờ, nhưng mà suy đi nghĩ lại, vì mưu đồ lần này, Thu Thiên Kình cố cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng, tiếp nhận lời đề nghị của Hỏa gia. Lão không thể không thừa nhận, tình huống trước mắt, đối phó thánh điện mới là chuyện trọng yếu nhất của bọn họ. Tuy rằng đáp ứng kiến nghị của Hỏa gia, nhưng mà trong lòng Thu Thiên Kình vẫn nghẹn một bụng tức. Khi nhìn thấy chủ tướng đối phương ly khai, chuyển cho một gã hồn tướng dưới chướng chiến đấu cùng lão, thoáng cái lão liền không khống chế được lửa giận nữa. Thu thiên kình lão thân kinh bách chiến, uy danh hiển hách, ai không biết. Người nào đối địch với lão mà không phải nơm nớp lo sợ như lâm đại địch. Từ khi nào, khơi khơi một đứa khốn khiếp là có thể coi rẻ lão như thế. Thu thiên kình hít sâu một hơi, biểu tình trên mặt ở trong vũ khí dị thường dữ tận, hôm nay không bầm thây vạn đoạn các ngươi, ta không phải là thu thiên kình. Toàn bộ thuộc hạ phía sau lão trở nên căng thẳng, bọn họ biết rõ đại nhân đã thật sự cực giận rồi. Thu Thiên Kình cũng không nói tiếp lời vô dụng, phí cơ dẫn dắt, nguyên bản thu chi pháp tác trong thu sát viện sinh sôi không ngừng ầm ầm vận chuyển. Dầm dầm dầm, như xiềng xích kéo lê trên mặt đất, mặt ngoài thu xương như tuyết mỏng đột một xuất hiện từng cái vết sâu, giống như có cái gì kéo ở phía trên vậy. Vũ khí tràn ngập thu sát viện bắt đầu kịch liệt co rút lại, thu sát viện lại lần nữa lộ ra diện mạo chân thực. Khi mọi người nhìn rõ ràng cảnh tượng bên trong thu sát viện thì không khỏi thất kinh. Toàn thân binh sĩ của Thu Sát binh đoàn có thêm lớp áo giáp xám trắng, trên áo giáp ẩn hiện kim hoa văn. Sắc mặt bọn họ tái nhợt, khuôn mặt không biểu tình, trong con mắt xám trắng có một đoàn vũ khí bốc lên. Mỗi người bọn họ đều tản ra hàn ý nhàn nhạt, nhạt, dưới chân phủ đầy thu xương bên trong phạm vi bảy tấc, toàn thân ai nấy tràn ngập túc sát chi ý. Con mắt cát trạch đột nhiên co rụt lại, pháp tắc áo giáp. Tại tội vực, pháp tắc áo giáp cũng không hiếm thấy, trái lại, pháp tắc biến ảo thành giáp là một loại thủ đoạn thông thường nhất. Nhưng mà, thủ đoạn có phổ biến cỡ nào, khi đạt được chuẩn pháp tắc lĩnh vực, đều sẽ trở nên phi thường hiếm thấy. Kim hoa văn trên áo giáp của bọn họ là do pháp tắc tạo thành. Cảnh tượng nhiều binh sĩ đồng thời mặc giáp như vậy, các trạch chưa bao giờ thấy. Ánh mắt hắn tinh tế hơn người khác rất nhiều, hắn có thể nhìn ra được cái bất phàm của những áo giáp xám trắng này, lại nữa tựa hồ giữa chúng nó có mối liên hệ vô hình. Hắn nhớ tới thanh âm xiềng xích kéo lê trên mặt đất vừa rồi a à, tín tựa như chưa nhìn thấy biến hóa trong thu sát viện hắn khẽ vuốt thân kiếm vết dạn phủ đầy thân kiếm nhìn thấy mà giật mình ngủ yên chi hải ở dưới chân bình tĩnh không sóng sự yên tĩnh làm người bị kiềm chế khí thức quen thuộc cảm giác quen thuộc tiếng gào thét quen thuộc tiếng rít gào quen thuộc đúng vậy trải qua một vạn năm vẫn là quen thuộc như thế đúng vậy qua một vạn năm chúng ta vẫn có thể gặp nhau một nụ cười từ đáy lòng hiện lên trên khóe miệng hắn không khí quanh thân hắn không có gió tự lay động con mắt sáng lên quang mang, tựa như trăng tròn tỏa ra ánh sáng. Nếu như các ngươi đã không muốn ngủ yên, vậy để cho chúng ta đồng thời kề vai chiến đấu đi. Ra đi, mọi người, bất tử kiếm vung lên, hắn huyết dài một tiếng. Khi hắn giơ thân kiếm lên, từng đạo hư ảnh từ trong ngủ yên chi hải chậm rãi trồi lên mặt nước. Thân ảnh hư huyễn giống như vũ khí, hoa văn dạn nước đỏ sẫm trải rộng toàn thân bọn họ, tựa như từng đạo huyết tuyến đỏ tươi, đập vào mắt in vào tâm. Bọn họ như từng cái tượng đất bị ngã vỡ lại được lắp ráp lại, đứng yên như tượng gỗ, yên lặng vô thanh. Bàn tay nắm kiếm của A Tín đang rung động, vô số tin tức từ bất tử kiếm tràn vào trong lòng hắn, vô số hình ảnh thoáng hiện. Hắn cuối cùng biết rõ rốt cuộc đã phát sinh cái gì, hắn cuối cùng biết rõ trong một vạn năm này, trong ngủ yên chi hải đã phát sinh cái gì. Hắn mắm chặt môi, trợn tròn mắt, kiệt lực để nước mắt mình không chảy xuống. Đây là một vạn năm của các ngươi, ánh mắt hắn đảo qua mỗi một đạo hư ảnh, khuôn mặt bọn họ đều là hư ảnh như vũ khí, hắn vô pháp hô lên tên của bọn họ, nhưng mà hắn biết là bọn họ. Vết thương kia giống như thanh sắt nung đỏ khảm nhập vào thân thể, chiếm cứ mỗi một cái ngóc ngách trên thân thể bọn họ, toàn thân bọn họ không có chỗ nào hoàn chỉnh. Tâm A Tín như bị đao vặt, nhưng mà trên mặt hắn nở nụ cười, cả người hắn tản ra hàn ý vô cùng cường liệt, hắn tựa như ma quỷ từ trong địa ngục đi ra, nhưng mà hắn đang cười. Hắn giơ kiếm lên, dương cao giọng quát, binh hồn không tiêu tan chiến địa vĩnh tồn, thập tự tâm ta, tinh thần không ngã. Toàn bộ hư ảnh bị chấn động, bọn họ thi nhau ngẩng đầu, nhìn về phía bất tử kiếm dơ lên cao. Lúc trước bọn họ giống như vật chết, không có bất cứ sinh cơ gì, nhưng mà nghe được những lời này, bọn họ tựa như đột nhiên tìm lại được ý thức. Khí lưu quanh thân A tín tung bay, lúc này khuôn mặt bình thường, tản ra sự sắc xảo khiến người ta không thể nhìn thẳng. Viên mắt hắn đỏ bừng, khuôn mặt nghiêm túc, kiếm chỉ trời cao, thần thái thành kính mà bế nghế, chân thành mà ngạo mạn, nhấn mạnh từng chữ, như búa tạ kích không. Điều lệ thứ 9 thời chiến, binh đoàn thượng tướng tín, nay toàn quyền tiếp quản toàn quân, mỗi bộ binh đoàn, chờ đợi sai phái. Thanh âm bình tĩnh hữu lực kích động trên không ngủ yên chi hải. Hàng ngàn hàng vạn hư ảnh tàn hồn thủy trung yên lặng vô thanh ngơ ngác ngưỡng vọng, bỗng nhiên cùng thực hiện một động tác, bọn họ đồng thời chân đạp mặt biển, phanh, một tiếng nổ, mặt biển dưới chân bị ép lõm 10 mét. Thân thể các hư ảnh đứng thẳng như thương, cánh tay như rừng, chỉnh tề như một, hành lễ với A Tín, ầm ầm tuân mệnh, vâng. Hàng ngàn hàng vạn thanh âm tụ tập hợp nhất, tựa như tiếng sấm nổ vang, thiên địa biến sắc. Hỏa tướng quân ở xa xa quan chiến, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, đây là cái binh đoàn gì, vậy mà lại có uy thế đáng sợ như vậy. Những hư ảnh kia dường như ngưng thực hơn một ít, ngay cả những vết dạn đỏ tươi kia tựa như cũng trở nên càng thêm tươi đẹp ướt át. Sắc mặt hỏa tướng quân đại biến, những hư ảnh này lúc trước đứng yên như tượng gỗ như thể vật chết, đột nhiên bộc phát ra khí thế đáng sợ, giống như đột nhiên sống lại. Đường Thiên trợn mắt há mồm, thượng, thượng tướng, thượng tướng của Nam thập tự binh đoàn, a à tín thế mà là thượng tướng. Đường Thiên phi thường quen thuộc đối với quân hàm của Nam thập tự binh đoàn, cơ mà, thượng tướng. Đường Thiên bị hù dọa vỡ mật, thượng tướng gần với quân hàm nguyên soái, làm cho người cảm thấy đáng sợ hơn chính là thượng tướng có thể chỉ huy, chỉ huy 20 vạn, đủ để phát động một trận chiến dịch đại quy mô. Quân hàm A tín vậy mà lại còn cao hơn binh đại thúc, thực sự là quá kinh khủng. Trên thương thuyền, vẻ mặt thiên huệ cùng tiểu man cũng dại ra, thượng tướng. Vô luận tại bất cứ địa phương nào, bất cứ binh đoàn nào, đây đều là cấp bậc khiến người ta ngưỡng vọng. Tiểu man ngơ ngác mà nhìn A tín quang mang vạn trược, nàng thực sự vô pháp liên hệ cái nam tử giống như chiến thần trước mắt này cùng với đại thúc vô lương cả lơ phất phơ bình thường không ngừng bị nàng quất bay với nhau. Cấp bậc thượng tướng, tiểu man lý giải sâu hơn người khác một chút năm đó xà phu binh đoàn là tử địch của nam thập tự binh đoàn. Tiểu man thiên phú không tệ, nhưng mà tại xà phu binh đoàn chỉ là một thượng úy có thể chỉ huy một nghìn người, thượng tướng là cái khái niệm gì? Có thể nói, hắn là người thứ hai ngoại trừ binh đoàn trưởng, thậm chí quyền chỉ huy của hắn còn trên cả phó đoàn trưởng, bởi vì phó đoàn trưởng bình thường phụ trách hậu cần. Hóa ra cái tên hàng này là đại nhân vật, không biết vì sao, trong lòng tiểu man có chút mất mát. Không biết vì sao, Trước đây cái A à tín kia khiến nàng cảm thấy thoải mái hơn an tâm hơn. Thiên Huệ và Tiểu Man tình như tỉ muội lập tức chú ý tới tâm tình Tiểu Man suy sụp, nàng thông minh lanh lợi, nghĩ lại một thoáng trong lòng liền sáng tỏ, cố ý nói không ngờ A à tín trước đây lợi hại đến thế, thật chưa nhìn ra. Ta để hắn làm phó thủ cho ngươi, có bản lĩnh còn cất giấu thủ đoạn, hừ, ngươi hãy dùng trảm mã đao tốt ra quất hắn. Tinh thần Tiểu Man rung lên, không sai, đốc hàng kia có lợi hại cũng là trước đây, thượng tướng thì sao? không nghe lời thì cứ quất trời đất bao la cũng là tiểu thư cô gia lớn nói tiếp thảo nào bình thường cảm thấy quất rất đã tay thượng tướng quả nhiên không phải như tầm thường a xúc cảm cũng khác tiểu man vui dạo rực mà ôm chảm mã đao của mình vẻ lo lắng trên mặt dọn sạch không khiếp sợ như người khác thu thiên kình cảm thụ trực tiếp hơn nhiều nguy hiểm càng thêm trực tiếp tại quang minh châu chỉ có năm hổ tướng là thượng tướng những người khác đều không có tư cách tuy thế thì tính sao trong mắt thu thiên kình sôi trào sát ý, năm hổ thượng tướng xác thực lợi hại, nhưng mà cho tới hiện tại lão cũng không cảm thấy mình kém hơn năm hổ thượng tướng. Năm hổ thượng tướng có thể có thanh danh rất lớn, chỉ cùng lắm là dính vinh quang của thánh điện mà thôi. Thu ra có một vị thượng tướng, thiên tài hơn người thu hút hoa. Từ nhỏ đến lớn, thu hút hoa chính là đối thủ cạnh tranh trực tiếp nhất của lão. Mà thu hút hoa cũng chính là bởi vì đánh bại lão mà thu được cơ hội đi thánh điện, do đó trở thành một trong năm hổ thượng tướng cho tới nay, lão đều sinh hoạt tại trong bóng của năm hổ thượng tướng Thu Húc Hoa. Nhưng mà lão chưa từng buông xuôi, từ thu phong sát đến thu xương lẫm địa, từng vết chân đi tới hiện tại. Không có ai biết rõ, năm hổ thượng tướng mới là quân xanh của lão. Chỉ tiếc, năm hổ tướng đa số chú quân bên ngoài, lão không có cơ hội ganh đua cao thấp. Mà hôm nay, trước mặt lão là có một vị thượng tướng. Tuy rằng không biết đối phương đến từ cái binh đoàn nào, nhưng mà bất cứ một vị thượng tướng nào, đều tuyệt đối không phải chuyện đùa, không có may mắn. Chức vụ không thể nói rõ thực lực, quân hàm lại đủ để thuyết minh. Chiến ý trong lòng lão rừng rực trước nay chưa từng có, có thể chiến đấu với đối thủ cấp bậc thượng tướng, cơ hội như vậy không nhiều. Khảo nghiệm chân chính tới rồi, thần tình thua thiên kình bình tĩnh, lão biết rõ đây là khúc mắc trong lòng mình, mấy năm nay tựa như cơn ác mộng quấn lấy lão. Nếu như lão không thể đánh vỡ nó, trong tương lai khó thể tiến thêm. Mà chỉ cần đánh vỡ khúc mắc, tương lai của lão là không thể hạn lượng. Đến đi, vậy thì chiến đấu đi, lão bay lên trời, đứng bên cạnh lão, 5.000 thân ảnh xám trắng bay lên trời, không chung sao động những thanh âm loảng xoảng loảng xoảng do xiềng xích bị gió gợi lên, nhưng không có ai nhìn thấy xiềng xích. Cái này là từ lúc khai chiến thu sát binh đoàn mới lấy ra, lần đầu tiên chủ động công kích. Ham muốn chiến đấu cường liệt khiến thu thiên kình căn bản không làm ra thủ thế. Bọn họ tựa như một đám mây xám trắng bay về phía A tín. Chả mã đao cũng kệ, thượng, tướng vậy mà cũng vi phạm lệnh cấm. Chương 906, chiến trận tỏa thanh thu. Đường Thiên nhìn thoáng qua Hỏa tướng quân, nhìn thấy vẻ do dự trong mắt đối phương, liền thu hồi ánh mắt. Nếu như đối phương động thủ, hắn sẽ phản ứng ngay. Cái gì mà hỏa ra hắn chưa từng nghe ai đề cập, cũng không đem để ý, hẳn là không khác thu ra lắm. Tuy thế hiện tại, hắn muốn nhìn A tín chiến đấu thế nào hơn. Nhìn những hư ảnh kia đột nhiên nhiều ra mấy phần thần thái, Đường Thiên liền cảm thấy bất đồng tầm thường. Cái này đại khái chính là lực lượng bản thân bọn họ đi, câu đầu tiên A Tín la lên, Đường Thiên từng nghe qua. Lúc đó khi Đường Nhất Từ trong hồn điện đi ra thì đã từng hô lên những lời này. Nam thập tự binh đoàn, nội tình thực sự là sâu không thấy đáy. Tuy thế Đường Thiên cảm thấy lợi hại nhưng cũng không phải cái này, mà là tinh thần, dấu ấn và tín niệm của Nam thập tự binh đoàn. Thế lực có nội tình thâm hậu, Đường Thiên đã gặp qua không ít, tỉ như Thánh Điện nhưng mà cổ tinh khí thần này của nam thập tự binh đoàn là cái nhà khác không có. Cái loại cảm giác này, tựa như dù cho trôi qua có lâu, thế nhưng là khi kèn lệnh chiến đấu của nam thập tự binh đoàn thổi lên, vô số thân ảnh liền sẽ theo trong bụi bặm lịch sử đã chôn vùi bò đi ra, tụ tập tại phía dưới mặt chiến kỳ năm đó. Thời gian vô tình, thế sự lãnh khốc, có thể chôn vùi thân thể bọn họ, có thể xóa đi ký ức bọn họ, nhưng mà tín niệm in dấu thật sâu tại ở chỗ sâu trong linh hồn bọn họ, lại mãi không ma diệt. Một vạn năm sau, bọn họ y nguyên như thế sụp sôi, như thế nào không khiến người tâm sinh kinh ý. Ngủ yên chi hải không còn là ngủ yên chi địa, mà là chiến trường. Tay áo A tín tung bay, ngang nhiên mà đứng, trường kiếm nác ninh tại trước người, hắn phảng phất trở lại cái niên đại chiến hỏa bay tán loạn kia, hắn giống như nhìn thấy khói thuốc súng năm đó. A tín lúc này, tản ra khí thế không gì sánh bằng, tại trong vô số thân ảnh, hắn là bắt mắt như thế, là quang mang vạn trượng như thế. Mắt hắn nhìn phía trước, trầm giọng hô thổi kèn. Hơn 20 cái hư ảnh vượt đám người bước lên, kèn lệnh trầm thấp vang vọng ngủ yên chi hải. Cách đó hơn vạn dặm, binh đang gùi đầu trước bàn, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện lên vẻ kinh hỉ và không thể tin tưởng. Bên trong quang minh hào, đinh ốc đang nghỉ ngơi, bỗng nhiên mở mắt, con mắt mê man đột nhiên thanh minh. Tại giã nhân châu, đội trưởng đang kịch chiến cùng với binh đoàn mục chi hà, đột nhiên giật mình, ngẩng đầu, vẻ uể oải trên mặt biến mất sạch sẽ, cặp mắt kia lợi hại có thể đâm thủng trời cao. Chẳng ai biết được những biến hóa này, lúc này ánh mắt mọi người đều bị chiến trường hấp dẫn. Xác thực mà nói, tất cả đều bị A Tín hấp dẫn. Hồn tướng tại thánh vực ít ỏi hiếm thấy, nhưng mà nơi này là Thánh Châu, tại chàng đều là danh môn đỉnh cấp, nhà ai mà chả có hồn tướng, mọi người tự nhiên kiến thức phi phàm. Hồn tướng phổ thông căn bản không thể hấp dẫn bọn họ chú ý, nhưng mà hồn tướng cao cấp nhất, bọn họ lại biết có bao nhiêu lợi hại. Tỷ như Tô Phỉ, lấy thân hồn tướng thống lĩnh quang minh kỵ sĩ đoàn, tỷ như vị binh thần bí Nam Minh kia, đó là một vị chỉ huy kiệt xuất. Đối với những danh môn này mà nói, hồn tướng vũ lực cường hãn như Tô Phỉ tuy rằng cũng tốt, nhưng mà xa không có hấp dẫn bọn họ bằng hồn tướng loại hình chỉ huy. Hồn tướng tiền thân có cấp bậc là thượng tướng, bọn họ chưa từng nghe ai kể. Ngay cả vị binh thần bí của Nam Minh kia, quân hàm cũng tuyệt đối không có thượng tướng. Tuyệt thế hồn tướng như vậy vậy mà xuất hiện tại trước mặt bọn họ, Thế nào sẽ không hấp dẫn ánh mắt bọn họ? Bọn họ đồng dạng sung mãn hiếu kỳ, hồn tướng cấp thượng tướng sẽ mạnh cỡ nào? Khi kèn lệnh thổi lên, toàn bộ ngủ yên chi hải hiện lên quang mang màu đen. Quang mang màu đen rót vào trong cơ thể hư ảnh binh sĩ. Mà khi người thổi kèn lệnh, những hư ảnh binh sĩ này bắt đầu xếp thành hàng. Rõ ràng bước chân của hư ảnh binh sĩ không có âm thanh, nhưng mà tiếng bước chân dày đặc lại vang lên ở trong lòng mọi người. Ba ba ba, bước chân dày đặc mà ngắn ngủi vài giây sau, bọn họ liền xếp hàng xong. T, hỏa tướng quân hít hàm một hơi, đối với một vị võ tướng thành thạo binh mã mà nói, rất rõ ràng ý nghĩa cái này là cái gì. Chiến trận chỉnh tề tình cảnh xâm nghiêm, sát ý giống như thực chất tùy ý chảy xuôi, ngủ yên chi hải dưới chân bọn họ giống như đều bị cổ sát ý kinh người này làm đông lại, không khí chảy vào trên không ngủ yên chi hải, sẽ lập tức trở nên thong thả. Thu thiên kình mặt biến sắc bay lên thiên không, vừa rồi A Tín xuất thủ, lão còn chưa có quá nhiều cảm giác nhưng mà bây giờ sát ý từ những hư ảnh binh sĩ này phát ra khiến lão cảm thấy có chút vô cùng lo sợ cái này là bách chiến tinh nhuệ chân chính binh sĩ dưới trướng mình cũng không có loại sát ý đáng sợ này kinh lịch chiến đấu càng nhiều sát ý liền sẽ càng ngưng thực sát ý tỏa ra từ những hư ảnh này thu thiên kình chưa từng nhìn thấy ở binh đoàn khác cái này là một binh đoàn đã trải qua loạn thế chỉ có những binh đoàn truyền kỳ trong loạn thế kia mới có khả năng có được sát ý ngưng thực như thế hỏa tướng quân cũng nhìn ra điểm ấy gã đang liều mạng nhớ lại trong lịch sử có cái binh đoàn truyền kỳ nào có danh tướng gọi là tín so với sự kinh hãi của hỏa tướng quân thu thiên kình lại lãnh tĩnh hơn rất nhiều không phải tâm lý tố chất của lão tốt hơn hỏa tướng quân mà bởi vì lão đang ở trong trạng thái chiến đấu tinh thần càng thêm tập trung chuyên chú không được có nhiều tạp niệm như vậy trong lòng lão mặc dù kinh nhưng mà không sợ chút nào truyền kỳ binh đoàn thì sao sinh tiền có lợi hại cũng đã chết lâu như vậy rồi sát ý trước đây có thể bảo tồn được mấy phần. Có can đảm hãy khiêu chiến năm hổ tướng, Thu Thiên Kình sao có thể sợ hãi tàn hồn của truyền kỳ binh đoàn đã chết không biết đã bao nhiêu năm. Thu Thiên Kình lơ lửng giữa không trung trong mắt hiện lên một tia sắc lạnh, trầm giọng hạ lệnh chiến trận tỏa thanh thu. Binh sĩ của Thu sát binh đoàn mở rộng hai tay, kim hoa văn trên thân bọn họ sáng lên, giống như rắn trườn, du tẩu dọc theo thân thể bọn họ đến cánh tay, khi chúng nó du tẩu đến bàn tay binh lính, Bàn tay binh lính đột nhiên sáng lên quang mang hôi sắc. Mỗi bàn tay đều có một sợi xiềng xích hôi sắc vươn ra, chúng nó tựa như dây leo hôi sắc điên cuồng sinh trưởng, không ngừng sinh trưởng kéo dài về phía trước. Loảng xoảng loảng xoảng, trên bầu trời, thanh âm xiềng xích trượt qua trượt lại, chấn nhiếp nhân tâm. Một vạn cái xiềng xích hôi sắc từ trên trời giáng xuống, tựa như một vạn sợi dây leo hôi sắc điên cuồng sinh trưởng chụp tới, cảnh tượng như vậy tràn đầy cảm giác áp bách không thể nghi ngờ chưa có ai được nhìn thấy cảnh tượng đồ sộ mà quỷ dị như thế khiến người ta rợn tóc gáy. hỏa tướng quân há hốc mồm ngây ra mà nhìn thu sát binh đoàn trên bầu trời. thu thiên kình lại lợi hại đến như thế, gã không thể tin được hai mắt của mình. danh môn đỉnh cấp gia sản đều rất thâm hậu, cất giấu mấy vị võ tướng trình độ danh tướng không có gì đáng ngạc nhiên. nhưng mà thu ra lợi hại, đã có một thu hút hoa rồi a. À. danh môn đỉnh cấp nhãn giới có cao, năm hổ tướng cũng tuyệt đối là phối trí đỉnh cấp đương nhiên mỗi một nhà đều cực kỳ khát vọng thu gia sở dĩ có thể ở trong cái giới này khuấy trời khuấy nước chính là bởi vì bọn họ có thu hút hoa tồn tại bất cứ một vị hổ tướng nào đều là thứ cường đại ở cấp chiến lược hiện tại hỏa tướng quân nhìn thấy thêm thu thiên kình không chút nào thua kém thu hút hoa làm sao mà gã không ngây ngần. cái này hoàn toàn vi phạm lẽ thường a thu ra lợi hại như vậy á a. a tín không đem nhìn xiềng xích hôi sắc dày đặc chi chít đang nhanh chóng tiếp cận ở trên đỉnh đầu hắn ung dung bình tĩnh mà điều chỉnh trái ba bộ tiến lên 10 bước, phải hai bộ, nổi lên 7 trường, chung ba bộ, nổi lên 15 trường. Hắn sắp đặt đâu vào đấy, thần sắc thong rong, tiếng hô rõ ràng hữu lực, dứt khoát lưu loát, không có chút dây dưa nào. Hơn nữa khiến người kinh ngạc chính là mệnh lệnh của hắn như nước chảy vậy, không dừng lại, giống như kế hoạch đã sắt sẵn, lúc này đọc lại lần nữa. Nhưng mà tất cả mọi người đều biết, hắn không có khả năng đã có chuẩn bị trước đó. Quả nhiên không hổ là hồn tướng có quân giai thượng tướng A không biết cái này là lần thứ mấy phát ra cảm khái như vậy nhưng mà lúc này mọi người vẫn là không hẹn mà cùng phát ra cảm khái đồng dạng so với kỳ quan vạn tỏa buông xuống trên bầu trời bên phía a tín tựa hồ gợn sóng không sợ hãi nhưng mà tại phía dưới chỉ lệnh mây bay nước chảy của hắn đội hình chiến trận xâm nghiêm cấp tốc phát sinh biến hóa mỗi một đạo chỉ lệnh chiến trận đều sẽ phát sinh một chỗ biến hóa hư ảnh binh sĩ động tác ngắn gọn giống như chỉ lệnh của a tín dứt khoát lưu loát không có bất cứ dây dưa gì vì vậy trong mắt mọi người, chiến trận trên ngủ yên chi hải tựa như gỗ xếp chỉnh tề, theo chỉ lệnh mây bay nước chảy của A Tín, lấy tiết tấu cũng mây bay nước chảy mà biến hóa trạng thái. Nơi đây đội lên một chút, nơi đó thấp đi một chút, chiến trận ở trong tay A Tín biến ảo bất định. Siêng xích hôi sắc từ bầu trời rơi xuống không trung chiến trận, nhưng mà trên không trung chiến trận giống như có bức tường vô hình che kín, ngăn cản xiềng xích hôi sắc. Khóe miệng thu thiên kình hiện lên một mặt cười nhạt hôi sắc xiềng xích vòng qua cái tường vô hình trận kín này, chúng nó như hàng rào, A Tín và chiến trận của hắn ở trung gian, một đầu khác của xiềng xích chìm vào ngủ yên chi hải. Vạn đạo xiềng xích cam ra thẳng tắp như thương, kim hoa văn trên xiềng xích hiện lên, chúng nó hình thành một cái lao lung thật lớn. Cuối cùng cũng hoàn thành, trong mắt Thu Thiên kinh hiện lên vẻ kinh hỉ, bạo quát như sấm khai. Từng sợi vũ khí nhẹ nhẹ tràn ngập bên trong lao lung xiềng xích, khí tức héo rũ điêu linh bắt đầu tràn ngập. Trong lòng Thu Thiên Kình cực kỳ đắc ý, đại cục đã định, đối phương không còn khả năng lật bàn. Đây mới là sát chiêu chân chính, khi xiềng xích hôi sắc hạ xuống, cát trẻ còn chưa kịp minh bạch. Thế nhưng khi những xiềng xích hôi sắc này hóa thành lao lung, kim hoa văn hiện lên, hắn thoáng cái hiểu được, hoảng sợ thất sắc ngay tại chỗ. Pháp tắc lĩnh vực, cái xiềng xích lao lung này đã tiếp cận pháp tắc lĩnh vực vô hạn. Thu chi pháp tắc lĩnh vực, ở bên trong khu vực này, thu chi pháp tắc được tăng cường cực lớn, bất cứ cái sinh mệnh gì đều sẽ nhanh chóng héo rũ điêu linh. Nếu như là người sống ở bên trong này, sẽ trong thời gian rất ngắn trở nên giả yếu. Khác với pháp tắc thời gian, thu chi pháp tắc làm giả yếu, không phải thời gian trôi qua tạo thành, mà trực tiếp khiến sinh mệnh tiến nhập thời kỳ cuối, đây mới là điểm đáng sợ nhất. Đáng chết, các trạch đang chuẩn bị tiến lên, khóe mắt vừa đúng thoáng nhìn đường thiên, hắn cưỡng ép dừng lại. Lão đại chẳng thấy có chút lo lắng a à, hắn trong lòng chuyển động. Với ánh mắt của lão đại, thứ mình có thể nhìn ra, lão đại nhất định có thể nhìn ra. Thế nhưng vì sao lão đại không chút nóng nảy nào chứ? Lẽ nào có cái gì mình chưa nhìn ra sao? Âm thầm tỉ mỉ quan sát đường thiên, các trạch bỗng nhiên bắt được vẻ hưng phấn chợt lóe lên trong mắt đường thiên rồi biến mất, lập tức ý thức được, mình nhất định là đã bỏ sót cái gì. Hắn kiềm chế lại, ánh mắt lần nữa nhìn về phía ngủ yên chi hải. Con mắt hắn bỗng nhiên sáng ngời, nhịn không được nhẹ di một tiếng. Bên trong lao lung xiềng xích, A tín đã hoàn thành toàn bộ bố trí, ánh mắt mọi người đều không khỏi dùng mình. Chiến trận thật kỳ quái, toàn bộ chiến trận tựa như một thanh trường kiếm dựng thẳng, hư ảnh binh sĩ tầng tầng trồng lên, cấu thành một cái thân kiếm tráng kiện. Cái này là, mọi người đều nhìn không hiểu, chưa từng có ai bày ra chiến trận hình thù kỳ quái như thế. Phải biết rằng, chiến trận có rất nhiều điều phải chú ý, tuyệt không phải tùy tiện bày ra một cái hình dạng mà là chiến trận. A tín phiêu phù ở chỗ cao nhất, là vị trí mũi kiếm hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, trên mặt hiện lên một mặt tươi cười, lập tức làm một cái cử động ngoài dữ liệu mọi người. chương 907, Ngủ Yên Điện, động tác của A Tín ngoài dự đoán mọi người lại đơn giản vô cùng, hắn buông bất tử kiếm trong tay ra. Bất tử kiếm rơi vào ngủ yên chi hải, không bắn lên chút hoa sóng nào. Cái này là, trong mắt mọi người hiện lên một tia nghi hoặc không lý giải được, tỏa thanh thu của Thu Thiên Kình đã vững vàng khống chế cục diện, mọi người đều đang chờ đợi A Tín dùng thủ đoạn kinh thiên gì đó nhằm lật bàn. Khí thức từ tỏa thanh thu cũng không cường hãn, nhưng mà sát cơ như vụ, hoàn toàn bao phủ ngủ yên chi hải, A Tín có tránh cũng không thể tránh. Khi binh đoàn chiến đấu với nhau thì kiêng kỵ nhất là chuyện không có bất cứ không gian gì, khuyết thiếu không gian thường thường có nghĩa là song phương cần phải quyết một trận tử chiến. Cục diện trước mắt chính là như thế, tỏa thanh thu của thu thiên kình vững vàng khống chế cục diện, A Tín cố nhiên vô pháp né tránh quanh co, mà binh đoàn của Thu Thiên Kình cũng vô pháp di động. Nếu như A Tín có thể đánh vỡ tỏa thanh thu, Thu Thiên Kình và binh đoàn của lão tất nhiên sẽ bị thương nặng. Mà nếu như A Tín vô pháp lao ra khỏi tỏa thanh thu, vậy thì hắn cũng chỉ có một kết quả, chết ở trong trận. Hỏa tướng quân âm thầm lắc đầu, dù cho tỏa thanh thu của Thu Thiên Kình chưa phải là pháp tắc lĩnh vực chân chính, nhưng mà nó đã tiếp cận lắm rồi, gã nghĩ không ra thủ đoạn gì có thể trốn ra được. Dù cho chính bản thân gã bị hãm vào trong đó, e là có chạy đằng trời danh tiếng của gã không chút kém hơn thu thiên kình nhưng mà lúc này rất là bội phục thu thiên kình thu gia thực sự là nghịch thiên đã có một thu hút hoa vậy mà lại xuất hiện thêm một thu thiên kình vốn gã đối với tên hồn tướng gọi là a tín kia còn có mấy phần mong đợi cấp thượng tướng khiến gã có quá nhiều không gian để tưởng tượng nhưng mà khi nhìn thấy a tín ném bất tử kiếm trong tay vào ngủ yên chi hải gã hoàn toàn thất vọng gã tự cười diếu cái này mới bình thường mai tư phỉ nhĩ nước gia tộc chỉ cùng lắm là cái tiểu danh môn làm gì có khả năng có thượng tướng hồn tướng chân chính. Đáng tiếc không phải quang minh kỵ sĩ đoàn, trong lòng gã thầm nói. Nếu như là quang minh kỵ sĩ đoàn, vậy thì hoàn mỹ rồi, quang minh kỵ sĩ đoàn là mục tiêu chủ yếu của bọn gã, đã có thể thực hiện được mục đích còn có thể tiêu hao thực lực thu ra, một tên bắn hai chim. Bên trong chiến trận tràn ngập thu chi pháp tắc, hồi sắc vũ khí lặng yên không một tiếng động rót vào thân thể A Tín và hư ảnh binh sĩ, trên người bọn họ sinh trưởng ra từng đóa thu xương bạch sắc, khi tức héo rũ, hủ bại, điêu linh từ trên người bọn họ tràn ra, bọn họ tựa như rừng cây giữa trời thu. Bạch sắc thu xương tựa như loài rêu yêu dị, sinh trưởng ở bên ngoài thân thể bọn họ, sinh cơ của bọn họ đang điêu linh đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ một hồi, bên ngoài thân bọn họ có một phần ba bị thu xương che phủ, khi thân thể bọn họ bị thu xương hoàn toàn che phủ, sinh mệnh bọn họ liền đi tới phần cuối. Bọn họ không có thân thể, nhưng mà bọn họ cũng sẽ triệt để tiêu tán, đến lúc đó, chẳng có vết tích gì lưu lại. Cát Trạch nhìn thấy thế từ đáy lòng hít vào một hơi, đây là lần đầu tiên hắn trông thấy pháp tắc lĩnh vực, tuy rằng không phải pháp tắc lĩnh vực hoàn chỉnh, nhưng mà nó đã tiếp cận pháp tắc lĩnh vực lắm rồi, hoặc là nói nó đã có rất nhiều đặc điểm của pháp tắc lĩnh vực. Tỷ như thu xương, đó là kết quả do thu chi pháp tắc ăn mòn. Tại thánh vực, bất cứ cái năng lượng cháo gì ở trước mặt nó đều như là không khí. Nó ăn mòn không phải là phương diện năng lượng, đây mới là điểm đáng sợ nhất của nó. Nhưng vào lúc này, ngủ yên chi hải đang bình tĩnh bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Ngủ yên chi hải giống như sống lại, nước biển đen kịt như mực dọc theo xiềng xích lan tràn về phía trước, nơi nó đi qua, kim hoa văn sáng ngời trên xiềng xích lập tức ảm đạm, xiềng xích xám trắng bị nhuộm thành xiềng xích màu đen, nhìn qua dị thường quỷ dị. Nước biển màu đen không chỉ lan tràn dọc theo xiềng xích xám trắng, toàn bộ mặt biển đang dâng lên, giống như ở đáy biển sâu không thấy đáy có quái vật gì đó đang thức tỉnh. Khiến người ta giật mình chính là đám người A tín, không có bất cứ động tác gì để tránh. Hư ảnh binh sĩ bọn họ vẫn duy trì động tác và phương vị như vừa rồi, không chút động đậy. Nước biển đen kịt như mực, ngập quá mắt cá chân của hư ảnh binh sĩ dưới tầng thấp nhất, vết rách hồng tuyến trên người binh sĩ đột nhiên trở nên sáng ngời. Nước biển ngập lên cẳng chân, bắp đùi, eo của bọn họ, thu xương nhợt nhạt băng lãnh, bị nước biển tràn qua, trong nháy mắt tan rã. Ngủ yên chi hải không ngừng dâng lên, tựa như một con quái thú kinh khủng mà tham lam thôn phệ tất cả những gì nó có thể thôn phệ. Đây là thủ đoạn gì? Cát trạch trợn tròn mắt, hắc thủy kia là cái quỷ gì? Chiến trận của đối phương, thế mà bắt trước pháp tắc lĩnh vực gần như hoàn mỹ, kim hoa văn trên những xiềng xích xám trắng kia chính là thu chi pháp tắc, thế nhưng trước mặt hắc thủy lại không có bất cứ sức chống cự gì. Cái này cái này cái này, ánh mắt cát trạch gắt gao nhìn chầm chầm vào ngủ yên chi hải, hiện tại hắn mới hiểu được, mình đã bỏ qua ngủ yên chi hải. Hắn lúc thì cau mày, lúc thì giãn ra, cảm thấy trong óc là một mảnh hỗn loạn. Nước biển màu đen rốt cuộc là cái gì? Một loại năng lượng, không đúng, bất luận loại năng lượng gì cũng không thể dễ dàng đánh bại thu chi pháp tắc như thế. Pháp tắc, cát trạch vẫn lắc đầu, pháp tắc va chạm với nhau, tuyệt đối không thể nào lặng yên không một tiếng động như thế, trừ phi đẳng cấp hai cái có tranh lệch thật lớn. Thu chi pháp tắc của tòa thanh thu đã gần với pháp tắc lĩnh vực, cao dài hơn nó, vậy cũng chỉ có pháp tắc lĩnh vực rồi. Lẽ nào ngủ yên chi hải là một mảnh pháp tắc lĩnh vực? Cát trạch có chút há hốc mồm biểu tình trên mặt hỏa tướng quân dại ra mắt hắn mở trừng trừng nhìn nước biển màu đen lan tràn dọc theo xiềng xích hôi sắc trong lòng gã cảm thấy rất kỳ quặc vừa mới rồi vạn đạo xiềng xích hạ xuống như dây leo điên cuồng sinh trường hiện tại nước biển màu đen cũng như dây leo dọc theo xiềng xích xám trắng điên cuồng sinh trường gió nước thay phiên luân chuyển sao nước biển vậy mà lại có thể ăn mòn xiềng xích trong lòng hỏa tướng quân có thể nói là khiếp sợ nhưng mà ánh mắt gã nhìn mặt biển không ngừng bốc lên nước biển cuộn trào mãnh liệt tựa như quái thú đáng sợ, điên cuồng thôn vệ hư ảnh binh sĩ. Thế nhưng hư ảnh binh sĩ phía trên lại không chút động đậy, tựa như không thấy nước biển dâng lên. Hiến tế, hỏa tướng quân cảm thấy mình xem không hiểu, đúng vậy, có quá nhiều chỗ hắn xem không hiểu. A tín có thể đoán được sắc mặt mọi người, khóe miệng hiện lên nụ cười nhẹ không thể xét, bọn họ sao có thể đoán được. Bởi vì bọn họ không biết ngủ yên chi hải là cái gì. Ngay từ đầu hắn liền không dự định dùng tàn hồn của bất tử kiếm đi liều chết với đối phương, hắn luyến tiếc. Tuy rằng những tàn hồn này đều chỉ còn lại có một ít chấp niệm, nhưng mà cũng chính vì như thế, hắn luyến tiếc. Chấp niệm của bọn họ sâu như thế, nhưng mà vẫn chỉ là chấp niệm, một khi bị tổn thương, bọn họ liền sẽ triệt để tiêu thất khỏi thế giới này, sẽ không lưu lại cái gì. Hắn luyến tiếc, hắn còn có biện pháp khác, đó chính là ngủ yên chi hải. Chẳng ai biết được, ngủ yên chi hải là cái gì, chẳng ai biết được, nó từ đâu mà đến? bọn họ đều đã bỏ qua ngủ yên Chi Hải, cái phiến hải dương màu đen sâu không lường được này. Ngủ yên Chi Hải là do toàn bộ Nam thập tự binh đoàn phí vô số thời gian chế tạo thành. Tiền thân của nó là một vùng tử hải, tràn ngập tử khí, dù chỉ tới gần một chút cũng sẽ bị tử khí ăn mòn. Sau này đội trưởng phát hiện, tử khí chính là tử vong pháp tắc đối với người sống mà nói chính là kịch độc, đối với người chết lại là phúc địa. Hơn nữa kỳ diệu nhất ở chỗ sâu trong tử hải, giải đất tử khí nồng nặc nhất ở trung tâm có một hải nhãn, lại dựng dục sinh cơ kinh người. Trong tử hóa sinh, xương khô sinh liên, lập tức binh đoàn ý thức được sự huyền diệu của phiến tử hải này, đi tìm vô số kỳ chân dị bảo, sinh hồn chi vật ném vào cái phiến tử hải này, đồng thời tại hải nhãn kiến tạo một tòa ngủ yên hồn điện, gọi là sinh điện. Lại tại chỗ khác của tử hải, kiến tạo 12 tòa thiên điện, là tử điện, chấn thủ tử hải. Giữa mỗi một tòa tử điện và sinh điện dùng xiềng xích liên thông, treo đầy minh bài của binh sĩ hy sinh. Đây mới là ngủ yên chi hải, dốc toàn lực nam thập tử binh đoàn để chế tạo ra ngủ yên chi hải, một vạn năm dựng dục, nó đã hoàn thành lột xác. Người khác sẽ bỏ qua uy lực của ngủ yên chi hải, nhưng A Tín thì không, bởi vì năm xưa hắn đã từng tự mình tham dự. Nam thập tử binh đoàn không tinh thông pháp tắc, nhưng mà trong tử hóa sinh bọn họ biết được thần kỳ cỡ nào. Bọn họ không ngờ được chuyện cải biến nó, chỉ không ngừng tẩm bổ nó, trải qua thời gian dựng dục, cuối cùng thành tựu vô thượng uy năng. Thu chi pháp tắc của Thu Thiên Kinh, xác thực không phải chuyện đùa, đặc biệt cảnh giới cao, khiến người ta không thể chống lại. Nhưng nếu Thu Thiên Kinh đã từng sống ở tội vực, lão nhất định sẽ biết, giữa những pháp tắc khác nhau, bản thân nó có phân chia cao thấp. Tam đại pháp tắc cơ bản cường đại nhất phức tạp nhất minh mông nhất, cũng là tam đại trụ cột của hệ thống pháp tắc, đó chính là thời gian, không gian, sinh tử. Nước biển màu đen nguyên bản chỉ có tử khí, chỉ có hải nhãn mới có sinh cơ, nhưng mà kinh lịch vạn năm tẩm bổ, những kỳ chân dị bảo năm xưa kia đã sớm được từ hải tiêu hóa. Ngủ yên điện chuyển hóa, ngủ yên chi hải sinh tử lưỡng khí, không bao giờ phân biệt rõ ràng như năm đó nữa, mà là từ từ hòa hợp nhất thể. Cùng theo đám cắt trạch lăn lộn một thời gian, A Tín đối với pháp tác lý giải là khắc sâu hơn nhiều. Trước đây hắn có cảm ngộ với thứ này, chỉ là tầng cửa sổ giấy kia thủy chung không thể phá vỡ, đám cắt trạch chỉ hơi chút chỉ điểm, rất nhiều chỗ trở nên rộng mở trong sáng. Khi hắn tiếp nhận bất tử kiếm, liền sinh ra rất nhiều minh ngộ. Ngủ yên chi hải và 13 điện, tàn hồn binh đoàn đã triệt để hòa hợp nhất thể, cái này cũng lý giải vì sao ngủ yên chi hải ở trong bất tử kiếm. Sau khi minh bạch những thứ này, hắn liền tâm sinh định kế. Lực lượng bản thân ngủ yên chi hải cực kỳ đáng sợ, chỉ cần kích phát lực lượng bản thân ngủ yên chi hải thì đã đủ rồi. Quả nhiên như hắn dự liệu, xiềng xích thu chi pháp tắc, gặp đến nước biển ẩn chứa sinh tử pháp tắc, tức thì bị ăn mòn. Cái này là khoảng cách giữa pháp tắc vô pháp vượt qua. Cảm thụ được thu chi pháp tắc của phe mình đang tiêu giảm với tốc độ kinh người, chiến trận vận chuyển trở nên vô cùng ngưng trệ. Sắc mặt Thu Thiên Kình đại biến, sao lại xảy ra như vậy? Nước biển đen ngòm điên cuồng lan tràn dọc theo xiềng xích, làm cho Thu Thiên Kình chịu áp lực cực lớn. Thu chi pháp tắc tan rã như băng tuyết, làm lão cảm thấy rất sợ hãi. Nước biển màu đen rốt cuộc là cái gì? vì sao thu chi pháp tắc của mình không chịu được một kích như thế. Thu Thiên Kình biết rõ lúc này không có đường lui, lão nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng phun ra một chùm huyết phụ. Huyết phụ phun vào xiềng xích, cấp tốc chìm vào xiềng xích, biến mất tâm tích, quang mang xiềng xích tăng vọt, ở một chỗ khác trên xiềng xích tình thế màu đen lan tràn liền bị ngăn chặn. Cái tướng sĩ thấy thế, không hẹn mà cùng cắn đầu lưỡi, một ngụm tinh huyết phun vào xiềng xích của mình, tình thế màu đen lan tràn quả nhiên giảm đi. Xiềng xích tăng vọt quang mang, hàn ý lạnh lẽo bao phủ ngủ yên chi hải thu xương lại lần nữa xuất hiện lần này dày hơn hẳn vừa rồi thu xương dày đặc lan tràn dọc theo xiềng xích màu đen liên tiếp bại lui a tín không chút động lòng tựa như chưa nhìn thấy lúc này trên mặt biển chỉ còn lại có một mình a tín toàn bộ hư ảnh binh sĩ đều bị nước biển nhấn chìm a tín không để ý đến thu xương lại lần nữa hiện lên hắn nhìn mặt biển dưới chân lộ ra vẻ mong đợi ầm ầm ở chỗ sâu trong ngủ yên chi hải vọng một tiếng nổ đột nhiên sóng giữ quay cuồng trên mặt biển, cuồng phong gào thét, tựa như có vô số nghiệt long đang làm mưa làm gió. Đạp chân trên mặt biển, A Tín sừng sững bất động, ánh mắt hắn tăng vọt, trên mặt khó nén hưng phấn, trong miệng bạo quát ra đi. Âm thanh ầm ầm không ngừng bên tai, ở chỗ sâu trong đáy biển, giống như núi lở đất rung. Bầu trời đột nhiên tối sầm, mây đen từ bốn phương tám hướng tụ tập, bầu trời vừa rồi còn là tinh không vạn dặm, trong nháy mắt mây đen buông xuống, giống như đêm tối âm u, ngân sắc thiểm điện cuồn cuộn trong tầng mây dày đặc, tiếng sấm nặng nề tựa như trọng cổ đập vang trong lòng mọi người. Trên mặt mọi người lộ ra vẻ hoảng sợ, trời sinh dị tưởng, đây là trời sinh dị tưởng trong truyền thuyết, truyền thuyết là khi có thứ gì đó khó lường suốt thế, va chạm, sẽ có dị tưởng kèm theo. Cái gọi là dị tưởng, trên thực tế là pháp tắc cộng minh. Nhưng mà muốn khiến cho pháp tắc trong thiên địa cộng minh là cực kỳ chắc trở. Tại tội vực còn tương đối dễ dàng, cố tuyết đã từng giác ngộ mà bầu trời xuất hiện cầu vồng. Thế nhưng ở tại Thánh Vực, nơi năng lượng vô cùng dư thừa, khiến cho pháp tác trong thiên địa cộng minh có độ khó rất rất cao, không biết phải cao hơn bao nhiêu lần so với tội vực, trời sinh dị tưởng cũng thành một truyền thuyết. Mọi người không tự chủ ngừng thở, mở to con mắt, e là bỏ qua bất cứ một chi tiết gì. Các thành thị khác ở Thánh Châu, lúc này không ngừng có người bay lên thiên không, khuôn mặt hẳn in nét hoảng sợ mà nhìn về phương hướng thu sát viện. Bọn họ có thể cảm thụ được năng lượng xung quanh trở nên khác thường. Tuy rằng không biết nơi đó phát sinh cái gì, nhưng mà trời sinh dị tượng tuyệt đối là thứ cường hãn vô cùng. Ngay cả đường thiên cũng là trợn mắt há mồm, ngủ yên chi hải ở trên tay mình không có động tính gì, ở trên tay A à tín vậy mà lại có thể gây ra thiên địa dị tượng, thực sự là quá lợi hại rồi. Thiếu niên quả thực quá có ánh mắt, đường thiên vừa rào rạt đắc ý ca ngợi ánh mắt mình, vừa mở to con mắt, hắn cũng sung mãn hiếu kỳ. Dù sao bất tử kiếm là do hắn mang ra, hơn nữa còn là một màn chấn động nhân tâm như vậy. Ở trong lòng hắn, hắn chỉ cảm thấy hưng phấn và mong đợi, vô luận là chàng diện lớn như thế nào, đều xứng đôi bất tử kiếm. Bọn họ chính là một đám truyền kỳ, lúc này áp lực lớn nhất không thể nghi ngờ là Thu thiên kinh, vốn khí thế thu xương đại tăng, đột nhiên gặp đến một luồng trở lực vô hình. Mặt lão biến sắc, thu chi pháp tắc đến tận giờ đều không có gì có thể kháng cự A, ngay cả năng lượng cháu cũng không thể ngăn trở. Luồng trở lực vô hình này là cái gì? Trong lòng lão còn đang nghi ngờ, dị tượng trên bầu trời khiến lão sợ đến hồn phi phách tán, mặt soạt một cái trắng bệch như tờ giấy. Từ khi khai chiến tới nay, lần đầu tiên tâm lão sinh ý lui. Ngay cả trời sinh dị tượng trong truyền thuyết cũng xuất hiện rồi, trước mặt mình là cái quỷ gì vậy? Thanh thế kinh khủng, cơ hồ trong nháy mắt đánh tan chiến ý của Thu Thiên Kình. Đột nhiên Thu Thiên Kình cắn đầu lưỡi, mùi tanh của máu tươi tràn ngập trong miệng lão, sự đau đớn khiến thần trí lão thanh tỉnh mấy phần. Trong lòng lão hiện lên một tia nghĩ mà sợ, lão thân kinh bách chiến, biết là vào thời điểm này, cần phải kiên định hơn. Dù cho một tia do dự và e sợ, chỉ sẽ làm bọn họ chết không có chỗ chôn Cái này là cục diện trong tử cầu sinh, sinh cơ chỉ có từ trong tử chiến mà cầu được. Lão bay đến giữa tướng sĩ, thân sắc thành kính, thấp giọng niệm tụng, thánh vực thu thị, kéo dài vạn năm, lương hỏa truyền thừa, duy ta chi thu. Mỗi một câu lão niệm ra, trên thân thể binh sĩ xung quanh liền toát ra một luồng vũ khí màu trắng, trong nháy mắt, vũ khí màu trắng liền bao phủ toàn bộ thu sát binh đoàn. Trên biển động đen ngòm, một đoàn vũ khí màu trắng như đóa mây, hạ xuống vạn đạo xiềng xích. Oanh, một tiếng nổ, vô số hoa sóng màu đen đột nhiên nổ tung. Một tòa điện thanh đồng nguy nga phong cách cổ xưa chậm rãi trồi lên mặt nước, đại môn của điện thanh đồng đóng chặt, phía trên chạm khắc bốn ngôi sao màu đen, hợp thành một chữ thập bất quy tắc. Tại trên bốn mặt tường có khắc bốn chữ vô hộ vĩnh an. 12 sợi thừng đỏ, một đầu treo tại đỉnh điện, một đầu khác chìm vào chỗ sâu trong Ngủ Yên Chi Hải, nó căng ra thẳng tắp. Đường Thiên cảm thấy tòa điện Thanh Đồng này nhìn có phần quen mắt, giống như từng nhìn thấy ở nơi nào rồi, một lát sau, hắn đột nhiên vỗ đầu, đây không phải là hồn điện của Nam Thập Tự binh đoàn sao? Hắn ngây ra một lúc, trong lòng nảy sinh ý nghĩ, lẽ nào? A Tín không ngẩng đầu nhìn bầu trời cái nào, ánh mắt hắn căn bản không ly khai Ngủ Yên Chi Hải dưới chân dù cho chỉ phút chốc. Khi hắn nhìn thấy điện Thanh Đồng, thì thào lẩm bẩm, Ngủ Yên điện thực sự là xin lỗi. Khi hắn nhìn thấy trên sợi thường đỏ không có minh bài thanh đồng, mà trống không chẳng có một vật thì trên mặt lại cười lần nữa. Trên không trung, thu thiên kình tụng niệm, áo gió sương hoa, thu ý tâm ta, dùng cái gì dẫn. Ba huyết ba khô, dẫn gió thu, dẫn mưa thu, dẫn sương thu, vạn vật đều tiêu điều, sinh mà không phát, năm tháng thoáng qua, không được quy phản. Thanh âm lão không lớn, nhưng mà mỗi lần niệm tụng một câu, liền trắng một phần, khí thế liền tăng thêm một phần phốc 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 mọi binh sĩ của thu sát binh đoàn lòng bàn chân tại tim mi tâm ba chỗ đồng thời bùng nổ ba đoàn huyết phụ huyết phụ vừa rời thân thể bọn họ liền lấy tốc độ mắt thường có thể thấy mà biến trắng còn chưa kịp tiêu tán huyết phụ nguyên bản đỏ tươi liền biến thành vũ khí tái nhợt, kết hợp nhất thể với xương trắng trong không khí vũ khí màu trắng rót vào trong xiềng xích vạn đạo xiềng xích ầm ầm vận chuyển rầm 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 vang vọng thiên địa giống như cơn lũ tràn qua thanh thế thậm chí vượt qua ngủ yên chi hải thân sắc hỏa tướng quân biến ảo, trong lòng hoảng sợ, gã không nghĩ rằng một trận chiến này lại đánh tới tình trạng thảm liệt như thế. Thực lực của song phương đều vượt quá dự đoán của gã. Các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp khiến gã trong nhất thời có phần bị đả kích. Được rồi, đả kích thì đả kích, tối thiểu còn có thể sống là được. Gã nhìn thoáng qua Thu Thiên Kinh, trong lòng cảm khái vạn phần. Thu Thiên Kinh mặt vàng như nghệ, khí thế lại giống như thần linh, nhưng mà hỏa tướng quân biết rõ, lần này Thu Thiên Kinh liều cái mạng rồi, một trận chiến này dù thắng, lão và thu sát binh đoàn cũng nguyên khí đại thương. Đáng chết, tại thời điểm mấu chốt như vậy, thực lực phe mình chịu tổn thất, chẳng phải là điểm báo tốt đẹp gì. Nhưng mà tại thời điểm này, có đánh chết gã, gã cũng sẽ không xuất thủ. Thu thiên kình có lý trí hay không thì chưa biết, mai tư phỉ nhĩ đức gia tộc cũng lộ ra vẻ tà môn, không biết vì sao, vốn không sợ trời không sợ đất. Bây giờ gã lại có một tia kính nể và sợ hãi khó giải thích đối với đám người mai tư phỉ nhĩ đức gia tộc này nhưng vào lúc này cửa điện thanh đồng ầm ầm mở toang ánh mắt mọi người lại bị hấp dẫn một cái thân ảnh màu đen từ bên trong điện đi ra cái thân ảnh màu đen này dĩ nhiên là thân thể do nước biển ngủ yên chi hải cấu thành toàn thân hắc thủy nhân này mơ hồ có thể thấy vết dạn hồng sắc tựa như vết máu cái này là những hư ảnh binh sĩ kia biến thành không đợi mọi người phản ứng lại một hắc thủy nhân đi ra cũng ẩn hiện vết máu từng hắc thủy nhân giống như thủy triều cuồn cuộn không ngừng từ bên trong điện thanh đồng đi ra bên trong điện thanh đồng giống như có hắc thủy nhân vô cùng vô tận, bọn họ nối đuôi nhau mà ra. Hắc thủy nhân đi ra, không nói một lời đi tới bên cạnh A Tín, nghiêm nghị đứng đó. Xung quanh A Tín, hắc thủy nhân càng lúc càng nhiều, bọn họ xếp hàng ngũ chỉnh tề, nghiêm túc vô thanh. Khi một gã hắc thủy nhân sau cùng bước ra khỏi điện thanh đồng, cửa điện vô thanh đóng lại, lại chìm vào ngủ yên chi hải. Chiến trận như rừng, tình cảnh xâm nghiêm, chương 908, chiến địa vĩnh tồn, bọn ta mãi sóng vai. Một vạn năm đã quá lâu rồi, cuối cùng mọi người lại tương phùng với nhau. Ánh mắt A Tín đảo qua các chiến hữu bên cạnh đó, bọn họ chỉ còn lại có một lũ chấp niệm, dù cho bây giờ mình có nước của ngủ yên chi hải dựng dục thân thể cho bọn họ, nhưng mà bọn họ vẫn không có ký ức, không có linh trí. Nếu như không phải nước biển của ngủ yên chi hải kiêm cả sinh và tử, lại hòa đồng với khí thức bọn họ, thì ngay cả làm lại thân thể cho bọn họ cũng không thể làm được. A Tín đã rất thỏa mãn, đúng vậy, có thể gặp lại mọi người là may mắn biết bao nhiêu. Biết rõ mình không phải gắng gượng chiến đấu một mình, biết rõ mọi người năm xưa chưa từng quên mất thể ngôn. Kỳ thực rất nhiều lúc, cũng biết giấy ruộng như vậy không có bao nhiêu ý nghĩa. Tựa như nam thập tử binh đoàn đã mai một, dù cho bây giờ khiến lập lại, cũng không còn là binh đoàn năm xưa nữa. Thế nhưng, thế thì đã sao? Bản thân mình vẫn sẽ làm như vậy, vô luận điều đó có mốc tới cỡ nào. Chiến hữu một vạn năm gặp lại A, à, thật là cao hứng biết rõ chiến hữu ngày trước cũng như mình cũng làm chuyện ngu xuẩn mà không có ý nghĩa thật là hài lòng a à. đây là chúng ta chúng ta chính là như vậy ngu xuẩn như vậy đến tận giờ chúng ta vẫn không giống với người khác trong huyết quản chúng ta chính là cùng một loại hỏa diễm in khắc trong linh hồn chúng ta chính là cùng một loại tín niệm một vạn năm sau lại sóng vai a à, dù cho các ngươi chỉ còn lại có một lũ chấp niệm ngọt ngào lắm thay a à. việc trọng đại như thế chỉ có thắng lợi mới không cô phụ ánh mắt hướng lên bầu trời, con mắt trải qua vạn năm tang thương, trầm tĩnh như nước, không thấy chút gợn sóng, giống như mặt hồ phản chiếu đám mây và vạn đạo xiềng xích trên bầu trời. Binh hồn không tiêu tan, chiến địa vĩnh tồn, thập tự tâm ta, tinh thần không ngã. Hắn nhẹ giọng nỉ non, trong mắt hiện lên vẻ hoài niệm, có bao nhiêu người còn nhớ được bốn câu nói này, lại có bao nhiêu người còn nhớ rõ bốn câu nói này có ý tứ gì. Tám chiêu, năm đó tám đại sát chiêu của nam thập tự binh đoàn uy chấn thiên hạ, bây giờ còn có bao nhiêu người còn nhớ rõ. A tín có thể tấn chức thượng tướng, trở thành nhân vật số 2 trong binh đoàn, ngoại trừ hắn có cái nhìn đại cục xuất sắc, thiên phú kinh người, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là bởi vì hắn là một gã đội viên duy nhất luyện thành 8 đại sát chiêu. Ngay cả đội trưởng cũng chỉ luyện được 7 chiêu, khôi hài nhất là một chiêu mà đội trưởng không luyện được chính là chiêu mọi người không ai nghĩ tới, thập tự liêm. Trong 8 đại sát chiêu, thập tự sát được công nhận là sát chiêu có độ khó nhỏ nhất, cũng là sát chiêu nhiều người học được nhất thế nhưng chẳng biết vì sao đội trưởng học mãi không được đội trưởng giận dữ dứt khoát tự sáng lập thanh hồng thập tự liêm nhớ tới chuyện cũ năm xưa a tiến tự nhiên mỉm cười 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 trên khuôn mặt hắn có thêm mấy phần sát khí đúng vậy một ngày hay như vậy há có thể dùng chiêu thức phổ thông để kết thúc đột nhiên hắn một bước lăng không thân hình cất cao mấy trượng ở phía trên chiến trận đôi mục quang mang sắc bén như đao a tiến quát lạnh sát binh sĩ chiến trận ở phía dưới mỗi người mười ngón như hoa tươi nở ra, giữa bàn tay thoáng hiện một điểm quang mang. Ngủ yên chi hải màu đen, giống như màn đêm thâm thúy mà không lường được, rồi đột nhiên sáng lên điểm điểm quang mang, giống như sao sáng khắp bầu trời. Phảng phất tâm hữu linh tê, thu thiên kình trên bầu trời đồng thời bạo quát sát. Đám mây hạ xuống vạn đạo xiềng xích giống như vạn con mãng xà thật lớn quay cuồng, chúng nó gào thét, kèm theo thanh thế đáng sợ, đánh về phía A Tín. Hơn vạn đạo xiềng xích thể hình đáng sợ vũ động linh hoạt, che phủ bầu trời, thái sơn áp đỉnh, khiến người tránh cũng không thể tránh, tâm sinh tuyệt vọng. Vô số xương trắng tràn ngập, xương thu rơi vãi, bay tán loạn như tuyết. A tín ngửa mặt, khí lưu kích động thổi tóc hắn bay loạn, con mắt hắn không nháy, tinh quang trong chiến trận phía dưới bay về phía A tín. A tín giang hai tay, giống như nghinh tiếp vạn đạo xiềng xích đang gào thét mà xuống, thân thể đổ về phía sau. Ông, vô số quang điểm từ phía dưới bay tới, bắn trúng thân thể hắn. Thân thể hắn không có một tia rung động, hắn giống như nằm ngửa trên mặt biển toàn thân giống như khảm vào bên trong vòng sáng tỏa ra quanh thân đều là quang mang chói mắt khóe miệng a tín hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt tỏ ra hưởng thụ vẫn là cảm giác quen thuộc a tầm mắt hắn bỗng nhiên tối sầm bóng đen giống như ngọn núi kịch liệt phóng lớn trong mắt hắn vạn đạo xiềng xích tráng kiện như cự mãng vạn xoắn vào nhau che khuất bầu trời trong mắt a tín không khí đang rung động a tín đang nằm ngửa có thể cảm giác được thân thể mình căng ra vô pháp chạy trốn thu chi pháp tắc của đối phương cường đại chưa từng có tất cả pháp tắc khác trong không gian xung quanh đều bị nó đẩy ra ngoài pháp tắc lĩnh vực khu vực này bây giờ là pháp tắc lĩnh vực chân chính tại cái phiến không gian này mình đã bị tỏa định bất cứ né tránh gì đều là phí công vô pháp tránh né vậy thì cứng đối cứng nụ cười trên khóe miệng a tín đột nhiên biến mất khí thức sắc bén hung mãnh đột nhiên từ thân thể hắn bạo phát ra giống như cự long ngủ say muôn đời đung đưa tỉnh lại kinh lịch chiến dịch tàn khốc nhất chưa từng e sợ. Kinh lịch vạn năm ma luyện, chưa từng buông tha. Thiếu niên trước đây, đã từng là thượng tướng, đã từng là A Tín, tại giờ khắc này tỉnh lại. Sự sắc bén trước đây, đã từng phô danh, đã từng trải qua huyết và hỏa, bay qua vạn năm, đạp không mà đến. Hai tay mở ra, đột nhiên vòng tại trước ngực, tạo một đường tròn hoàn chỉnh. Quanh thân hắn phiêu phù quang mang sáng ngời, đột nhiên co rút vào giữa hai tay hắn, tụ tập thành một cái quang điểm sáng ngời độ sáng quang điểm giữa hai tay đang kịch liệt tăng lên trong nháy mắt độ sáng liền trói lòa mắt thường vô pháp nhìn thẳng thân hình a tín hoàn toàn bao phủ ở trong quang mang rực sáng trói mắt vô pháp nhận biết tinh thần pháo a tín giống giận giống như sấm sét nổ vang cột sáng cuộn trào mãnh liệt từ vòng tròn hai tay hắn ầm ầm bắn ra một cột sáng rực sáng ầm ầm bắn chúng xiềng xích từ trên trời giáng xuống oanh ngân quang trói mắt thôn vệ tất cả trong thiên địa một mảnh trắng xóa hạng người nhãn lực cho dù tốt lúc này cũng không nhìn thấy vật gì, ngay cả da thịt lộ ra cũng có thể cảm thụ được cảm giác như kim đâm, sóng xung kích kinh khủng, ầm ầm tàn sát bừa bãi, hỏa tướng quân ở gần không kịp có bất cứ phản ứng gì, tựa như bị một tấm tường sắt gào thét ép qua, cả người gã trực tiếp quảng lên bay ra ngoài mấy chục trượng mới đứng vững thân hình, gã liều mạng mở to hai mắt, tuy rằng cái gì đều nhìn không thấy, ngân quang trói mắt chiếu sáng trắng khuôn mặt đầy hoảng sợ của gã, gã còn đỡ, tuy rằng khí huyết bốc lên nhưng mà không thụ thương binh sĩ dưới trướng gã lại không có tốt như vậy tán loạn kêu rên khắp nơi đường thiên phản ứng nhanh nhất cứ xa độn cái đã nhưng mà lực lượng sóng xung kích vẫn chấn động khiến cả người hắn tê dại trong lòng hắn hoảng sợ hắn không ngờ được uy lực một kích này vậy mà lại kinh khủng như thế nhưng mà nghĩ lại một thoáng a tín là thượng tướng tự nhiên thấy thoải mái tuy thế uy lực một chiêu này thực sự là kinh khủng a à. bạch quang còn chưa tán đi đường thiên cũng thấy không rõ lắm tức tỉnh thần trang lúc bình thường hắn dùng lần nào cũng hiệu quả, lúc này lại không có bao nhiêu tác dụng. Hẳn là pháp tắc khu vực kia đã hỗn loạn, Đường Thiên chưa từng thấy tràng diện pháp tắc hỗn loạn như thế, hắn thậm chí có chút lo lắng, phiến không gian này liệu có bị sụp đổ. Thật là đáng sợ, quả nhiên thượng tướng các loại gì đó đều là biến thái a. Đám các trạch không may mắn như Đường Thiên vậy, bị sóng nổ tung xung kích lớn hơn nhiều. Mỗi người bọn họ thân hình chật vật, tóc tai bù xù, còn may là thực lực cá nhân bọn họ không tệ tuy rằng chật vật hơn một ít nhưng mà không có ai thụ thương hiện tại bọn họ mắt không thể nhìn thấy vật khuôn mặt kinh sợ trong lòng chán đầy sợ hãi bọn họ chưa từng gặp một kích dữ dằn như thế quang mang trói mắt chiếu cho khuôn mặt a tín sáng như tuyết vẻ mặt của hắn rất bình tĩnh như là đang ngẫm lại cảm khái hoài niệm tinh thần pháo không ngờ là nhiều năm trôi qua như vậy rồi mình vẫn xa lạ chút nào a à. quang mang trước mắt từng điểm ảm đạm tiêu tán tầm mắt hắn khôi phục như thường xiềng xích giống như cự mãng bay lượn khắp bầu trời đã tiêu thất không thấy, ba huyết ba khô thu sát binh đoàn tiêu thất, nơi bọn họ đứng trước đây là một cái động màu đen phiêu phù ở giữa không trung. Cái động màu đen hình như là thông tới hư không, sâu không thấy đáy, khí tức âm lãnh hư vô từ cái động bay ra, xung quanh miệng động phủ đầy vết dạn màu đen như mạng nhện. A à tín lắc lắc đầu, tiện nghi cho thu sát binh đoàn rồi. Nếu không phải gặp lại chiến hữu, hắn chẳng muốn vận dụng cái chiêu này. Khi xưa, dưới cái chiêu này, không chảm hạng người vô danh. Tầm mắt hỏa tướng quân khôi phục, gã trợn mắt há mồm mà nhìn cái hắc động giữa không chung, đó. Đó là vết rách do không gian vỡ nát sản sinh ra. Gương mặt gã co quắp, mười ngón phát run, cái này cái này cái ra hỏa này rốt cuộc là cái người gì. Vậy mà một kích có thể đánh phá không gian, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, gã tuyệt đối không tin trên đời này có một kích kinh khủng như thế. Không gian vết rách từ từ tiêu thất, mỗi cái không gian đều sẽ có năng lực tự chữa trị, mà một khi không gian mất đi năng lực tự chữa trị, vậy thì có nghĩa cái không gian này từ từ không khống chế được, mà tiếp cận chôn vùi. Toàn bộ chiến trường lặng ngắt như tờ, mỗi người đều bị một kích vừa rồi kia hù dọa. Ánh mắt mọi người nhìn về phía A Tín thêm mấy phần kính nể. Chân cắt chạch vẫn còn run rẩy. Những ngày này hắn và A Tín quấn nhau thật lâu, đối với cái gia hỏa này vừa là cười nhạo vừa là châm chọc, lão thiên, vì cái gì ngươi bày cái trò chơi như vậy? Vì sao tim ta đập nhanh như vậy? vì sao ta run ghê gớm như vậy a tín đại đại chúng ta làm lại lần nữa được không các trẻ cảm thấy cuộc đời mình từ nay là một mảnh u ám trong lòng phủ đầy bóng tối a tín bay xuống trước trận nhìn từng cái khuôn mặt ngây ngây không có ngũ quan không có biểu tình trong lòng hắn ấm áp bọn họ đứng trang nghiêm bất động khuôn mặt mỗi người đều hướng về phía hắn chiến địa vĩnh tồn bọn ta vĩnh viễn kể vai chiến đấu vẻ mặt a tín bình tĩnh nụ cười trên môi tựa như đang kể một chuyện vô cùng đơn giản. Nói xong, hắn thu liếm nụ cười trên mặt, thần tình nghiêm túc, trịnh trọng hành lễ với các binh sĩ trước mặt. Ba, đáp lại hắn, là quân lễ đều đặn nhịp nhàng, A tín giữ bộ dáng hành lễ, không chút động đậy. Binh lính hát thủy chỉnh tề trước mặt hắn chậm rãi chìm vào ngủ yên chi hải, nước biển từng điểm nhấn chìm bọn họ, bọn họ vẫn bảo trì tư thế hành lễ, không chút động đậy, đến tận lúc ngập đầu. Khi một đạo rung động sau cùng tiêu tán, ngủ yên chi hải trở lại bình tĩnh. Ngủ yên chi hải đen kịt như mực lấy tốc độ mắt thường có thể thấy nhạt dần, thẳng đến khi tiêu thất, một thanh kiếm thanh đồng rơi vào trong bàn tay A Tín. Thân kiếm thanh đồng trở nên đen bóng, tựa như một dòng hắc thủy, vết dạn trước kia tựa hồ cũng chìm vào thân kiếm, chỉ là mơ hồ mà thôi. A Tín tiêu sái trở lại thương thuyền, nhìn thấy tiểu man vẻ mặt dại ra, tức thì tinh thần rung lên, lỗ mũi hướng lên trời, ha ha ha, chấn kinh rồi hả, ngây người rồi hả, có đúng là bắt đầu sùng bái rồi hay không? Ai nha nha, đã bảo với người ta năm xưa cũng rất mạnh a tới để chúng ta tới giao lưu linh cùng thịt một trận khuôn mặt vốn dại ra của tiểu man lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến đỏ ngay sau đó là một đoàn hỏa diễm bùng bùng bốc lên trong mắt chả mã đao trong tay mang theo tiếng gió thổi phanh mặt đao dày rộng tựa như đập ruồi chuẩn xác đánh trúng gương mặt a tín a tín tựa như đống cát bay ra ngoài thình thịch thình thịch thình thịch hắn tựa như quả cầu thịt vang tới vang lui bên trong thương thuyền phanh A tín hung hăng va vào trên bong tàu, vô số đốm sáng nhỏ bay lượn xoay quanh trước mắt, hắn tê liệt trên mặt đất, vẻ mặt dại ra, kịch bản hình như rất không đúng A. À. Cái thời điểm này bò sữa không phải khuôn mặt sùng bái mà nhào tới. Sau đó mình bị chôn ở, ai nha, cảm giác hít thở không thông trong truyền thuyết. Hai chân A tín đạp loạn trong không chung, một bàn tay cầm lấy cái cổ hắn, tiểu man tàn bạo nói, sẹo khỏi rồi liền quên đau ngay phải không? A tín kinh sợ nhìn chảm mã đao trên một tay khác của tiểu man đang hô hơ, hơ bên dưới hắn. A tín dướn cổ, dùng hết khí lực nói, dầu phát. Gào thét lui, có chuyện hay để nói hả? Tiểu man cười nhạt, ha ha, ba ngày không đánh, liền muốn dỡ nhà A. À. Nếu không phải hôm nay trước mặt cô ra ngươi không làm mất người của chúng ta, thì bây giờ phải cho một chỗ nào đó trên người ngươi ngắn đi một đoạn A. À. Cả người A tín như một con ve mùa đông, sắc mặt trắng bệch, ngay cả dãy ruộng cũng không dám, cái song bạo nữ này cái gì cũng làm được a à. song bạo nữ là biệt hiệu do a tín len lén đặt cho tiểu man ý tứ là nữ nhân vừa bạo nhũ lại bạo lực đôi khi biệt hiệu đặt quá chuẩn cũng không phải chuyện tốt gì trên đường trở lại mai tư phỉ nhĩ đức thương hội a tín thủy chung xám xịt không có chút phong thái của người thắng trận đường thiên nằm ở trên ghế dựa mây hưởng thụ thiên huệ nhón hoa quả đút vào miệng nhìn a tín thương cảm bị tiểu man sai khiến xoay vòng vòng nào thấy được chút phong thái thượng tướng ở đâu Nghĩ tới vừa rồi tư thế A tín oai hùng bế nghĩa thiên hạ, lại nhìn nhìn dáng vẻ hiện tại lúng túng vâng lời này, hàng ngàn hàng vạn cảm khái ở trong lòng đường thiên tụ thành một câu nói, vẫn là thiên huệ tốt. Một kích kia của A tín còn làm đường thiên chấn động thật lớn. Đương nhiên, chỉ là chấn động ở uy lực thuần túy, đường thiên rất hiểu loại chiêu thức này không thích hợp với hắn. Bản chất của tinh thần pháo kỳ thực là một loại khống mang, cái này là thủ đoạn và kỹ xảo đặc thù của võ tướng, người khác học không nổi. Đường Thiên từng thấy thủ đoạn khống mang của binh đại thúc, lúc đó rất là khiếp sợ, nhưng mà so với A Tín hiện tại thì đó chỉ là tiểu gặp sư phụ thôi. Xem ra A Tín năm xưa khẳng định hành hạ binh đại thúc thành cầu. Binh đại thúc thật đáng thương, trong lòng đường thiên rất là đồng cảm, quyết định trở lại nhất định phải tìm cơ hội chế giễu binh đại thúc một câu. Khi đám đường thiên trở lại Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức Thương Hội ở Bạch Tuyết Thành, Mai Lị Toa ngây ra một lúc, sao nhanh như vậy đã trở về rồi. Dựa theo kế hoạch của đám đường thiên, bọn họ định bụng chuẩn bị làm lớn một trận, phải quậy cho đục. Khi đường thiên ly khai, Mai Lị Toa Nơm nấp lo sợ. Toàn bộ Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc đều đặt cửa đường thiên, nếu như đường thiên thua, vậy thì Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc sẽ rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Mai Lị Tố cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đại nhân, có phải là đã gặp phiền phức gì không? Đường thiên không nghĩ là Mai lì Tố sẽ hỏi vấn đề này, suy nghĩ một cái nói, một chút phiền toái nhỏ. Đường Thiên nghĩ đến là chuyện Thu Thiên Kình đã trực tiếp nhìn thấu ngụy trang, toàn bộ kế hoạch lúc trước của bọn họ phải vứt đi rồi. Mai Lị Toa vô cùng lo sợ, nàng biết rõ trong mắt vị đại nhân này của mình, vấn đề có lớn cỡ nào đều là vấn đề nhỏ, tim nàng tức thì muốn nhảy cả ra ngoài. Nhưng mà nàng thấy Đường Thiên không có ý nói ra, đành phải xin cáo lui. Không tiện hỏi Đường Thiên, nàng dự định hỏi đám cắt trạch, rốt cuộc đã phát sinh cái gì. Thế nhưng khi nàng tìm đến cắt trạch, nhìn thấy bộ dáng cắt trạch mất hồn mất vía, ánh mắt tan rã nàng cảm giác bất an cường liệt lại tìm người khác đột nhiên phát hiện ai nấy đều có bộ dáng này nàng đứng ở trong viện nửa ngày mà chả ai lý đến nàng nàng chào hỏi mấy người mọi người đều tỏ ra vô cùng chỉ độn tâm nàng không ngừng trầm xuống thất bại cỡ nào mới sẽ khiến những người này thất thố như thế mai lị tố cảm thấy sợ hãi từ đáy lòng hơi lạnh thấu xương bao phủ toàn thân nàng thực lực cắt trẻ kèm mấy người này mạnh tối cỡ nào nàng rất hiểu nhưng mà chân chính khiến lão gia tử quyết định đánh cuộc một trận là cái khí chất đặc biệt trên thân đám người cắt trạch. Chăm chỉ khắc khổ, ý chí ngoan cường, dũng cảm không sợ, hành sự quả quyết, không dây dưa. Chính là những phẩm chất quý giá này mới khiến lão gia tử dứt khoát tham gia chàng đánh cuộc quan hệ đến vận mệnh gia tộc này. Mai Lị Toa vô cùng tín phục đối với phán đoán của Gia Gia, mà kết luận từ dọc đường âm thầm quan sát càng xác minh một điểm này. Ở trong cảm nhận của nàng, những người này có ý chí cứng như sắt thép, và tâm mãi không ý kỵ thế nhưng hiện tại mình nhìn thấy khuôn mặt bọn họ chính là cái gì thất hồn lạc phách xem ra cái này nhất định là chàng thảm bại trong lòng mai lị tố tầm nghĩ thất bại thê thảm thường thường sẽ lưu lại bóng ma trong lòng tuy rằng lo lắng nhưng nàng vẫn tin tưởng năng lực khôi phục của đám đường thiên nàng cũng nổi giận với chính mình vào thời điểm này cần kiên định hơn không thể dao động hơn nữa tỉ mỉ suy nghĩ cũng không có gì kỳ quái đó là thu ra bại trận ở trên tay thu ra cũng không quá khiến người ta giật mình. Xem ra mình phải dành thời gian tới an ủi bọn họ, thua ở trên tay thu ra, không có gì phải mất mặt, không cần phải uể oải như thế. Bỗng nhiên, uy lợi thúc thúc đi vào, sắc mặt có chút khó coi. Hỏa ra đến rồi, trong lòng Mai lịt toa run lên, hỏa ra, tại Quang Minh Châu, danh môn cao cấp nhất có 5 cái, khác là phù đặc, hỏa ra, thu ra, mạc ra, duy tạp lý. Hỏa ra và thu ra đều là danh môn cao cấp nhất, vừa mới ở trên tay thu ra rất ngã, lại có một cái danh môn đỉnh cấp xiết tới cửa, thế ao không khiến người ta kinh sợ. Lai giả bất thiện, Mai Lị Toa Phân phó uy lợi nhanh đưa tin tức đến chỗ đường thiên, vừa dứt khoát quyết định chủ động đi gặp người của hỏa gia. Vô luận như thế nào, nơi này là Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức Thương Hội, nàng mới là chủ nhân nơi này, không có lý do để lùi bước. Mai Lị Toa nghiến răng, đi tới tiền thính, đi tới tiền thính, thấy nam tử khoác áo choàng hỏa hồng đứng ở giữa phòng. Đây là một gương mặt xa lạ, trước đây Mai Lì Tô chưa gặp, trước đây Hỏa Gia và Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc không có bất cứ giao thiệp gì. Nhưng Mai Lì Toa không phải là kẻ không biết gì ngày trước, nam tử Hỏa Gia này thân hình cao ngất, khi vũ hiên ngang, vừa nhìn liền biết không phải đệ tử Hỏa Gia bình thường. Tiểu nữ tử Mai Lị Toa, ra mắt công tử. Mai Lị Tô tiểu dàng thi lễ, nàng cố ý tỏ vẻ bộ dáng nhu nhược, chính là để đối phương không nên quá ác liệt. Dù sao đối đãi nữ nhân, nam nhân bình thường sẽ khách khí hơn. Mai Lị Tô Tiểu Thư quả nhiên thiên sinh lệ chất, tại hạ hỏa ly nhược, xin chào Mai Lị Tô Tiểu Thư. Nam tử khoác áo choàng đỏ rất khách khí mà hành lễ. Mai Lị Tâu chỉ cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh, con mắt tối sầm, thiếu chút té ngã. Hỏa, ly nhược, miệng Mai Lị Toa phát đắng, thiên tài nổi danh nhất hỏa ra, nhưng gã nổi danh nhất là tính tình hỏa bạo. Một khi đối phương không hài lòng, lật cả phân hội xuống. Mai Lị Tâu tràn đầy tuyệt vọng, chương 909, ùn ùn kéo đến hỏa ly nhược thiên tài xuất sắc nhất hỏa gia thế hệ kế cận của hỏa gia không có ai tiến thân hổ tướng hỏa ly nhược là võ tướng mạnh nhất thế hệ này của hỏa gia đối với ngũ đại thế gia mà nói nếu thế hệ thanh niên có thể có hổ tướng thì là thời kỳ thịnh vượng phát đạt tuy thế dù cho không có cũng không tổn hao thanh danh gì trường kỳ tích lũy mỗi một cái đều giàu có sâu như biển chẳng ai biết được nội tình của bọn họ sâu bao nhiêu một gia tộc truyền thừa tuyệt đối không phải một đời có thể xong cần mấy thế hệ không ngừng tích lũy, mới có cảnh tượng như vậy. Đã từng có rất nhiều gia tộc, bởi vì gia tộc đệ tử tiến thân hổ tướng mà danh vọng tăng vọt, nhưng mà về sau lại mai danh ẩn tích không có tiếng tăm gì. Chỉ có những gia tộc đời đời sừng sướng không ngã kia, mới có khả năng phồn vinh hưng thịnh. Gia tộc có lịch sử đã lâu giống như vậy, đối với việc bồi dưỡng đệ tử phải rất chú ý, bọn họ biết rõ những đệ tử tuổi trẻ này sẽ quyết định tương lai gia tộc hưng hay suy. Bọn họ cổ vũ cạnh tranh giữa các đệ tử, nhưng hễ là đại gia tộc, cạnh tranh giữa các đệ tử thường thường đều rất kịch liệt. Cạnh tranh ở hỏa gia đặc biệt kịch liệt, thậm chí trong mắt rất nhiều người, có thể gọi là tàn khốc. Hỏa ly nhược là người xuất sắc nhất trong đám đệ tử u nhọt, thiên phú và thực lực của gã không phải bàn, có thể nói kinh tài tuyệt diễm. Điểm duy nhất cản trở y tiến thêm một bước, chính là tính tình gã hỏa bạo. Tính khí đệ tử thế ra quá một chút, ở trong mắt mọi người là lẽ đương nhiên, nhưng mà tính khí nóng nảy như hỏa ly nhược này, chẳng ai chịu nổi. Gã từng đốt nhà người khác, chạy đến cái danh môn khác cơ hồ phế tất cả đệ tử đồng lứa với hắn một lần đương nhiên những trận này chưa phải trận chứ danh nhất của gã chân chính khiến tính tình nóng nảy hung bạo của gã nổi danh thiên hạ là chuyện phân tranh giữa gã với một vị thánh điện trưởng lão gã lén lẻn vào thánh điện trước mắt bao nhiêu người đánh cho mặt mũi đối phương bầm dập việc này vừa ra toàn bộ quang minh châu rộ lên mọi người đều trợn mắt há mồm chưa từng có ai dám ở thánh điện làm chuyện khác người như vậy thánh điện cũng vì đó tức giận sau đó đường đại gia chủ của hỏa gia đích thân đến thánh điện thỉnh tội với đại trưởng lão, mới thoát khỏi ảnh hưởng lớn. Sau đó hỏa ly nhược chìm rất lâu, tính cách cũng thành thục không ít, thực lực của gã xác thực cường hãn, lại thêm bối cảnh thâm hậu, một đường lên cao, là trung tướng tuổi trẻ nhất lúc đó. Nhưng mà khi tuyển chọn hổ tướng, gã đã bị loại không ngoài dữ liệu. Mà hành vi của gã sau đó lại lần nữa khiến cho y trở thành đề tài nóng hổi tại Quang Minh Châu. Đêm gã bị loại, liền không chút do dự từ trước trung tướng, trở về hỏa gia. Trở về gia tộc, Hỏa Ly như không tính dưỡng tí nào. Gã tự mình sáng tạo một binh đoàn, đại khái mất khoảng 2 năm không có tin tức gì của gã. hai năm sau, gã bỗng nhiên xuất hiện, mang theo binh đoàn đánh khắp nơi, nói thì dễ nghe là thực chiến diễn luyện, gây huyên náo toàn bộ Quang Minh châu gà chó không yên. Trong lúc ẩu đả, các loại chuyện như phóng hỏa đốt nhà có thể nói là chuyện thường ngày. Binh đoàn địa phương, cảnh vệ đoàn, binh đoàn mỗi gia tộc ngay cả binh đoàn của thánh điện gã cũng không buông tha lúc đó hỏa ly nhược là một cái tên xú danh quậy phá nổi bật toàn bộ quang minh châu mai lệ toa từ nhỏ đã nghe sự tích trói lọi của tên ác bá này mà lớn lên cho nên khi nàng biết rõ nam tử đứng ở trước mặt mình chính là hỏa ly nhược thì suýt nữa ngất xỉu luôn mai lệ toa cảm thấy cái đầu mình ong ong tựa như chịu một trọng quyền được rồi nàng tình nguyện chịu đựng một trọng quyền cũng không nguyện đối diện hỏa ly nhược tuy thế nhìn chung rèn luyện lâu nay không uổng phí nàng hít sâu một hơi khuôn mặt nở nụ cười mà khó coi hơn khóc, không ngờ là Hỏa Tướng quân, Hỏa Tướng quân uy danh hiển hách, hôm nay vừa gặp, quả nhiên khí thế phi phàm. Hỏa Ly Nhược hiển nhiên rất là hưởng thụ, liền đáp bình thường bình thường. Nơm nớp lo sợ thăm hỏi vài câu, khẩn trương trong lòng Mai Lệ Toa cũng bình tĩnh lại. Nàng chưa rõ làm ý đồ Hỏa Ly Nhược đến đây, cẩn thận bồi tiếp, đành cười ha ha. Một hồi nói hiện tại khí trời không tệ, một hồi hô trà nước tới ngay. Hỏa Ly Nhược bị tán dóc nửa ngày, cuối cùng kiên nhẫn không nổi bỏ chén trà xuống nói lần này tại hạ đến đây là muốn bái phỏng tiến tiền bối thiết diện binh đoàn một lát cuối cùng tới rồi trong lòng mai lệ to căng thẳng thầm nghĩ đám đường thiên chân trước mới chiến bại hỏa ly nhược chân sau tìm tới cửa cái này là khởi binh vấn đội a ra đầu mai lệ to một trận tê dại tức thì có điểm không biết bây giờ nên làm cái gì mới tốt biểu hiện trên mặt lại có chút chấn định ha hỏa tướng quân cũng biết thiết diện binh đoàn hàn gia hỏa ly nhược vừa mới định nói ta là theo sau thuyền mà tới bỗng nhiên có người làm tiến đến bẩm báo tiểu thư sứ giả thánh điện cầu kiến sứ giả thánh điện mai lệ toa sửng sốt miệng đáp mau mời vào hỏa ly nhược nghe thấy sứ giả thánh điện tức thì sắc mặt âm trầm thánh điện phản ứng cực nhanh khiến y có chút bất ngờ y cảm thấy mình đã nhanh thế không ngờ chân trước mới đến mai tư phỉ nhĩ đức thương hội thánh điện chân sau đã tới rồi xem ra thánh điện luôn luôn nhìn chằm chằm thu ra a à trong lòng hỏa ly nhược suy nghĩ cảm thấy vấn đề khả năng có điểm vướng tay thu ra trêu chọc ai không được đi trêu chọc mai tư phỉ nhĩ đức vấp phải một cái đại sát khí rồi hồn tướng quân giai thượng tướng sách sách thu thiên kình chết thực lực thu ra tổn hao nhiều tuy rằng còn đó thu hút hoa nhưng mà thu hút hoa đương trên chiến trường nam minh thập phần không thuận lợi bị nam minh ngoan cường ngăn chặn đến bây giờ vẫn không hội hợp được với câu thành văn đao có thể trở về hay không còn là ẩn số Thu Thiên Kình đã chết, nếu Thu Húc Hoa cũng không về, Thu Gia liền nguy hiểm. Thu Gia làm sao, Hỏa Ly Nhược hoàn toàn không quan tâm, đó là chuyện ban quản trị nhà người ta cần phải quan tâm. Nhưng mà nghe thấy Thánh Điện phái sứ giả đến, tức thì gã có chút lo lắng, nếu như Mai Tư Phỉ nghĩ Đức gia tộc bị Thánh Điện mượn hơi, đối với kế hoạch của bọn họ là uy hiếp cực lớn không thể nghi ngờ gì nữa. Trong lòng Hỏa Ly Nhược có chút lo lắng, gã tới nơi này hoàn toàn là xuất phát từ mục đích cá nhân, thượng cấp chưa trao quyền, phản ứng của thánh điện nhanh chóng hơn nhiều so với gã tưởng tượng. Tu tư đi vào, lão nhìn thấy Mai Lệ Toa con mắt liền sáng ngời, xài bước tiến lên, phi thường nhiệt tình, Mai Lệ Toa tiểu thư, ta là trưởng lão tu tư thánh điện, mạo muội đang môn bái phỏng, thực sự là quấy dày. Thánh điện trưởng lão tới bái phỏng, đã khiến Mai Lệ Toa cảm thấy có chút quỷ dị rồi, còn nhiệt tình như thế, cảm thụ trong nội tâm Mai Lệ Toa đã không phải là từ quỷ dị có thể hình dung được. Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc trước đây từng có giao tiếp qua với Thánh Điện A, trưởng lão bái phỏng. Đùa cái gì vậy chứ? Đến tận giờ đều là trực tiếp phái người tới, đại khái nói một câu, người chủ sự của các ngươi đến Thánh Điện một chuyến. Nếu bình thường, tuy rằng Mai Lệ Toa cảm thấy kỳ quặc, nhưng mà khẳng định là thụ sủng nhược kinh. Nhưng trước mắt nàng là giúp đỡ đường thiên đại nhân đào góc tường Thánh Điện A, Thánh Điện nhiệt tình tìm tới cửa tới như thế, lẽ nào Thánh Điện có phát hiện cái gì? Mai Lệ Toa càng lo sợ, khuôn mặt miễn cưỡng nở ra nụ cười, trưởng lão quang lâm tệ hội, thật là vinh dự, có gì mà quấy dày chứ. Chúng ta ước gì thánh điện hàng ngày có thể quang lâm thương hội chúng ta. Tu tư cười to, về sau ta cần tới nhiều hơn rồi. Bắt đầu từ cửa vào, lão liền âm thầm quan sát mai lệ toa. Quan sát thế nào, lão cũng không nhìn ra có điểm gì khác tầm thường. Nhưng mà nghĩ đến một màn trông thấy hôm nay, trong lòng lão nhanh chóng thể hiện thái độ, tâm tư bắt đầu linh hoạt. Lão là may mắn gặp dịp, Tô Phỉ xuất lĩnh Quang Minh Kỵ sĩ đoàn quét ngang nơi thu gia đóng quân, song phương có thể nói là thế như nước với lửa, đã không có khả năng hòa giải. Hơn nữa ngũ đại thế gia lúc này mưu tính đoạt quyền, cũng khiến thánh điện vì đó tức giận. Thánh điện sẽ động thủ với thu gia, tu tư được phái đi tiền trạm. Đương nhiên, thánh điện phản kích không chỉ riêng là giết chết thu gia, tu tư còn gánh vác rất nhiều trọng trách khác. Đại trưởng lão một khi quyết định, toàn bộ thánh điện liền toàn lực vận chuyển. Trên dưới thánh điện cùng chung mối thù quyền uy của thánh điện chưa từng bị khiêu chiến như thế. Khi tu tư tận mắt nhìn thấy một trận đánh kinh thế hãi tục tại thu sát viện kia, lão bị kích động thật lớn, đến bây giờ còn vô pháp bình tĩnh. Trong lòng lão âm thầm hoảng sợ, thu ra ẩn giấu thực lực thu thiên kinh. Nếu như lão dựa theo kế hoạch, động thủ với thu ra thì nhất định sẽ đụng đến mức đầu rơi máu chảy. Nghĩ tới xiềng xích từ trên trời giáng xuống kia, trong lòng tu tư lại run rẩy. Thánh điện hiện tại, có thể chống lại, đại khái chỉ có tô phỉ thôi. May là có Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc, thánh điện bớt đi đại phiền toái. Thảo nào Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức không nể mặt mũi thu ra, còn bài chưa lật trên tay nhân ra rất dày a, à, một điểm đều không sợ hãi thu ra. Lần này thu ra cũng là rất không may, tu tư nhìn vô cùng hả hê. Tu tư hạ quyết tâm, nhất định phải mượn hơi Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc bằng được. Chiến lực cường đại như thế, lúc này đủ để không chế chiến cuộc. Quân giai thượng tướng, hồn tướng có thể nổ nát không gian, còn chưa nói tại cái thời điểm này dù là bình thường thánh điện cũng nguyện ý trả bất cái giá gì nghĩ tới đây tinh thần tu tư rung lên vội vàng nói không biết tại hạ có thể bái phòng tín tiền bối một lát hay không vừa mới còn vô cùng lo sợ mai lệ toa liền bình tĩnh trở lại ngữ khí và thái độ của đối phương tựa hồ không phải đến gây rối đúng rồi bọn họ đều đến tìm cái gì tín tiền bối mai lệ toa nhớ lại lúc trước hỏa ly nhược tựa hồ cũng nói tín tiền bối gì đó lúc đó tất cả chú ý mình đều ở trên thiết diện binh đoàn tín tiền bối vẻ mặt mai lệ toa nghi hoặc chỗ mình không có nhân vật tên này a à? nhìn thoáng qua tuổi tu tư có thể được gọi là tiền bối vậy tuyệt đối là lão giả tóc hoa dâm bên người đại nhân không có lão giả lợi hại nào a à? đúng vậy tu tư thấy tận mắt phong thái vô thượng của tín tiền bối thực sự ngưỡng mộ mới ra mặt dày tới đây mai lệ toa tiểu thư sẽ không trách móc chứ tu tư cười ha hả nói lão không chú ý tới hỏa ly nhược ở gần đó sắc mặt âm trầm đến độ có thể vắt ra nước thế nhưng tệ hội không có vị nào gọi là tín tiền bối a à. vẻ mặt mai lệ toa nghi hoặc không biết các vị từ chỗ nào nghe kể vị tín tiền bối này hẳn là ai đó truyền lầm rồi không thể như vậy hai thanh âm cùng vang lên trong lòng tu tư chấn động lúc lão tiến tới vậy mà lại không chú ý gần đó còn có người khác lão quay mặt lại thấy rõ ràng là ai nụ cười trên mặt tiêu thất thản nhiên nói không ngờ hỏa tướng quân cũng có mặt bỗng nhiên tu tư lên mặt trầm giọng nói mai tư phỉ nhĩ đức gia tộc là gia tộc quang minh châu ta không thể thiếu bất cứ khiêu khích nhằm vào mai tư phỉ nhĩ đức gia tộc đều là khiêu khích đối với thánh điện hỏa ly nhược không e sợ chút nào cười lạnh đáp mai tư phỉ nhĩ đức là bằng hữu vĩnh viễn của hỏa gia ta về phần thánh điện chỉ có thể đại biểu thánh điện bằng hữu tu tư đối đầu gay gắt ta thấy không cần thiết đâu là ai muốn giúp thu gia đối phó tín tiền bối hỏa ly nhược bình thản nói buồn cười hỏa gia ta có động thủ sao tu tư, tư trưởng lão tuổi lớn rồi lỗ tai không còn tốt nghe lầm cũng là bình thường tu tư, tư cười ha hả nếu ta nhớ không lầm thu ra là minh hữu của hỏa gia cơ mà hỏa gia đối đãi minh hữu của mình như vậy a à, thực sự là khiến người ta tim lạnh đó khuôn mặt hỏa ly nhược trầm xuống tại lúc mọi người cho rằng gã sắp phát tác thì gã bỗng nhiên cười đáp khiến người ta tim lạnh ai có thể so với thánh điện được minh hữu năm xưa nay còn đâu vị đạo chúng bạn xa lánh không mấy dễ chịu Mai lệ toa trợn mắt há mồm nhìn hai vị đại nhân vật trước mặt này, tựa như trọi gà trợn mắt nhìn nhau, nàng cảm thấy mờ mịt. Cái này, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? chương 910, người chiến thắng và kẻ thất bại. Đại khái từ sau khi đường thiên đại nhân trở, Mai lệ toa liền cảm thấy sự tình giống như đột nhiên phát triển theo phương hướng quỷ dị khó giải thích, toàn bộ mọi chuyện đều lộ ra vẻ quỷ dị, khiến nàng không biết làm sao. Nhìn tình cảnh hai người dương cung bạt kiếm trước mặt mình, rất có thể một lời không hợp liền rút đau mặt đối mặt, nàng ngất muốn nói, các ngươi thật khéo biết đùa. Vô luận là hỏa ly nhược, hay là tu tư trưởng lão, nếu là trước đây đều là loại người nàng cần phải ngưỡng vọng. Hỏa gia và mai tư phỉ nhĩ đức gia tộc không có bất cứ giao tế gì, hỏa gia ở trên đám mây cao ngất. Còn tu tư trưởng lão thì nàng biết rõ, mai tư phỉ nhĩ đức gia tộc tốn hao vô số khí lực kết giao bị an kỳ trưởng lão, đó là bạn tri kỷ của tu tư trưởng lão. Nhưng mà thân phận địa vị hai người một trời một vực, bị An Kỳ ở Thánh Điện xếp ở hạng cuối, mà Tu Tư xếp hạng trong top 5, là trưởng lão có thực quyền chân chính. Lấy thế lực, danh vọng của Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc, không có tư cách kết giao Tu Tư trưởng lão. Thế nhưng hai người lại tại trước mặt mình tranh nhau mặt đỏ tới mang tai, đánh chết Mai Lệ Toa cũng không thể tưởng có một ngày mình có thể có đãi ngộ như vậy. Được rồi, nhân ra cũng không phải tới vì mình, cái kia cái tín tiền bối quỷ quái gì đó. Di, nàng bỗng nhiên nhớ lại, thủ hạ của thiên huệ tiểu thư có người gọi là A Tín, chắc không phải là cái gia hỏa kia đâu mai lệ toa vô thức phủ định nàng đối với thiên huệ tiểu thư phi thường tôn kính nhưng mà đối với a tín lại cảm thấy phi thường không tốt cái gia hỏa này cả lơ phất phơ không đứng đắn cả ngày không phải là lười biếng thì lại là cùng cắt chạch khoác lác còn thường bị tiểu man tướng quân trừng trị điều này thậm chí làm cho nàng sùng bái tiểu man tướng quân tiểu man tướng quân sách thanh đại đao kia tư thế hiên ngang oai hùng nàng dị thường ước ao hẳn là không phải vậy là ai nhỉ suy nghĩ nửa ngày Mai Lệ Toa cũng không nghĩ được người thứ hai có khả năng là mục tiêu. Lẽ nào đúng là đồ quỷ A à Tín kia, nàng có chút hồ nghi. Xin đợi một lát, Mai Lệ Toa không thể không cắt ngang hai vị đang kịch liệt đấu võ mồm, không biết hai vị đại nhân có thể mô tả bộ dáng vị tín tiền bối kia một chút hay không. Hỏa ly nhược và tu tư lập tức ngừng đấu võ mồm. Vóc dáng không cao, hình dạng rất bình thường, nhưng mà rất trẻ tuổi. Tu tư trưởng lão khoa tay múa chân, hắn là hồn tướng, hỏa ly nhược chỉ thẳng chỗ yếu hại, Mai lệ toa ngây ngẩn toàn thân, nghe hai người miêu tả, nàng đã xác định chính là A tín. Được rồi, dù sao sự tình hôm nay đều có vẻ quỷ dị, nàng tự an ủi mình. Ta nghĩ ta biết người mà hai vị đại nhân nói là ai rồi, để ta đi mời A tín. Tiền bối ra, Mai lệ toa rất dứt khoát nói. Chuyện hôm nay quá tầm môn, cứ để đường thiên đại nhân đau đầu đi. Tinh thần hỏa ly nhược và tu tư nhất tề dung lên, bọn họ sợ nhất chính là Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc hàm hồ cất giấu thủ đoạn, vậy thì bọn họ phải đau đầu rồi. Đặc biệt bọn họ còn lo lắng Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc hiểu lầm bọn họ muốn lấy thế áp người, vậy thì bọn họ khóc cũng không có nơi để khóc. Chọc giận tín tiền bối, trực tiếp đục lủng bọn họ cũng được, làm hỏng chuyện tốt của bề trên mới là muôn lần chết không chuộc được. Cho nên từ đầu đến cuối, hai người đều cẩn thận từng ly từng tí, e sợ thái độ cả mình có chỗ nào không tốt. Đường Thiên và Thiên Huệ cũng không ngờ hỏa ly nhược và thánh điện vậy mà tìm tới, hai người bắt đầu thấp giọng thương lượng a tín nghe đối phương gọi hắn là tín tiền bối tức thì đắc ý rào rạt chạy đến khoe khoang trước mặt tiểu man kết quả bị tiểu man hung hăng dậy cho một trận nữa vì vậy a tín đưa bộ mặt bầm dập xuất hiện trước mặt hỏa ly nhược và tu tư hắn không nhìn dấu ấn trên mặt mình nghênh ngang ngồi xuống trước mặt hai người thờ ơ hỏi các người tìm ta tín tiền bối hai người đồng thanh cung kính vấn an lập tức phản ứng nộ mục đối diện nhưng lần này hai người không dám tranh cãi mà ngồi ngay ngắn một vị cường giả có thể một kích nổ nát không gian, dù cho đối phương là hồn tướng, cũng xứng đáng nhận phần tôn kính này của bọn họ. Tuy rằng trên mặt tín tiền bối nhìn qua có chút tổn thương nhỏ, nhưng mà hai người coi như không phát hiện. Trước hôm nay, vãn bối đều cho rằng mình đã là võ tướng cao nhất trên đời, khi thấy tận mắt trận chiến này của tiền bối, mới biết được cái gì là ếch ngồi đáy giếng, mới biết thiên hạ to lớn, mới biết trên đời còn cường giả như tiền bối vậy. Phá toái hư không, vậy mà thật có chuyện lạ như thế. Ta trước đây thực sự quá buồn cười, Hỏa Ly nhược nhịn không được mở miệng, gã thốt lời bội phục từ đáy lòng. Gã luôn luôn tự cho mình rất cao, tính khí kiệt ngạo, nhưng mà gặp người gã chân chính bội phục, đó là bội phục từ trong tâm trí. A Tín nghe ra được sự kính nể của Hỏa Ly nhược là phát ra từ nội tâm, trong lòng thầm dễ chịu quá đỗi. Lúc này Tu Tư cũng nhịn không được nói, đúng vậy, vãn bối tại thánh điện nhiều năm, các loại thiên tài cường giả gặp qua vô số, nhưng mà cường giả như tiền bối thì chưa từng nghe nói tiền bối sinh tiền nhất định oai phong một gói đánh đầu thắng đó thuộc hạ của tiền bối xâm nghiêm không biết có danh hiệu gì binh đoàn vô địch như thế sao có thể không ai biết được tu tư sống lâu thành tinh lão nhìn như tán dương a tín trên thực tế là quanh co lòng vòng hỏi thăm lai lịch của a tín cường giả vô địch như thế trong lịch sử sao có khả năng bừa bãi vô danh nhưng mà lão vắt hết óc cũng tìm không ra nhân vật trong lịch sử khớp với tín tiền bối mật độ năng lượng tại thánh vực quá cao độ khó sinh thành hồn tướng cực lớn nhưng mà càng là võ giả cường hãn khi chết khả năng sinh thành hồn tướng càng lớn những cường giả cao nhất này ý chí sinh tiền của bọn họ kinh lịch qua vô số tầng ma luyện đã sớm cứng cỏi như sắt một khi lòng bọn họ có chấp niệm chấp niệm cường liệt ngay cả năng lượng cũng không thể ăn mòn hồn tướng sinh thành như vậy thường thường cực kỳ cường đại mà trong đó có một ít cường giả cao nhất thậm chí sẽ dần dần khôi phục ký ức sinh tiền bọn họ bắt đầu có ý thức mà tu luyện ngày càng cường đại trong lịch sử thánh điện, cũng từng có hồn tướng như vậy. Nhưng mà độ khó để hàng phục những hồn tướng này phi thường cao, hơn nữa tuy rằng bọn họ không hề bị năng lượng ăn mòn, nhưng vẫn phải chịu 5 tháng ăn mòn. Sau khi trở thành hồn tướng, dung lượng ký ức liền sẽ giảm thiểu đại biên độ, bởi vì ký ức sẽ hòa hợp nhất thể với thân thể bọn họ. Thời gian trôi đi, sẽ không ngừng gia tăng tân ký ức cho hồn tướng, một khi vượt qua dung lượng ký ức, thân thể hồn tướng liền sẽ từ từ tan rã cái này là thời gian ăn mòn. Vì có thể chống lại năm tháng ăn mòn, tuyệt đại đa số hồn tướng sẽ lựa chọn thanh lọc sạch đại bộ phận ký ức của mình, chỉ để lại chấp niệm sâu nhất trong nội tâm, phần ký ức không thể quên. Chỉ cần tín tiền bối có thể để lộ một chút tin tức, Tu Tư tin rằng mình nhất định có thể tra ra được lai lịch tín tiền bối. Thánh điện xưa nay coi trọng lai lịch, trong con mắt thánh điện, trung thành trọng yếu hơn xa năng lực. Đương nhiên, Tu Tư không trông chờ tín tiền bối sẽ trung thành gì đối với thánh điện, nhưng mà biết rõ lai lịch cũng giúp người ta yên tâm một chút. A à, tín giảo hoạt mức nào, vừa nghe thấy câu nói của tu tư, sao còn không rõ, ngồi yên cười nhạt, cái này là muốn dò xét gốc gác của ta. Ha ha, chúng ta chẳng quen biết, vì sao phải nói cho ngươi. Hắn không dự định cho tu tư thể diện, thánh điện là mục tiêu số một của bọn hắn, kiêng kỵ là có, sợ hãi thì không có chút xíu nào. Ngay cả một chút xíu kiêng kỵ kia, cũng chỉ cùng lắm là không muốn làm hỏng tình thế hiện tại. Hỏa ly nhược ước gì tu tư đắc tội tín tiền bối lập tức ở một bên châm ngòi thổi gió, ha ha, tiền bối bất giận, cái này không thể trách tu tư trưởng lão, chỉ có thể nói là tác phong thánh điện luôn luôn như thế, bọn họ đã quen là chủ tể vận mệnh người khác, khó tránh khỏi sẽ có chút giọng điệu thẩm vấn, tu tư trưởng lão cũng là sơ sót lúc vô tâm. Tu tư nghe nói như thế, ý nghĩ đâm chết hỏa ly nhược ngay tại chỗ này ra, nhưng mà lúc này lại không phát tác được, trên mặt vẫn còn phải cười tươi, tiền bối hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi, vãn bối chỉ là trong lòng nhất thời hiếu kỳ, hiếu kỳ mà thôi tuyệt đối không có ý thẩm vấn đối với tiền bối vãn bối chỉ có vạn phần kính ngưỡng không dám có chút ý niệm nào khác mai lệ toa ngơ ngác mà nhìn tình cảnh vô cùng quỷ dị trong phòng trong lòng một mảnh mờ mịt cái này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a à? vừa rồi tu tư trưởng lão đối với nàng nhiệt tình vạn phần nàng cũng đã cảm thấy quỷ dị thế nhưng hiện tại nhìn thấy bộ dáng tươi cười kia trên mặt tu tư trưởng lão nàng cảm thấy mình có hoa mắt hay không nữa cái loại khúm núm kia giống như hận không thể nhào tới quỷ xuống liếm đầu ngón chân A Tín. Có phải trưởng lão của Thánh Điện, còn là trưởng lão thực quyền bài danh top 5, hỏa ly nhược cũng vậy, bắt đầu từ khi trông thấy A Tín, liền cuốn cuồng tân bốc lên mây xanh. Uy, ngươi là hỏa ly nhược A, hỏa ly nhược uy danh hiển hách A. Lúc nào cũng thấy bảo là kiệt ngạo bất tuân A, lúc nào cũng thấy bảo dưới mắt chẳng một ai A, lúc nào cũng thấy bảo một lời bất hòa rút đau mặt đối mặt chứ. Lại nhìn nhìn A Tín, mặt mũi bầm dập, bộ dáng nghiễm nhiên tiểu nhân đắc chí, ngay cả ngồi trên ghế cũng không có chút nghiêm chỉnh nào. Thế giới này đảo lộn rồi, không phải kế hoạch thất bại rồi sao? Đã thất bại rồi, còn hơn cả người thắng ha. Đường thiên đại nhân đã cường đại đến mức này sao? Ngay cả thất bại cũng có phong thái như vậy. Mai lệ toa cảm nhận, đường thiên đại nhân đã trở nên sâu không lường được hơn nữa. A tín nghe một hồi tâm bốc, thỏa mãn tâm tình hư vinh nho nhỏ của mình một lát, bắt đầu có chút không kiên nhẫn, có lúc đến nơi xong bạo nữ đảo qua đảo lại còn tốt hơn hắn khoát tay áo cắt đứt hai người được rồi các ngươi không cần nhiều lời có cái gì thì cứ nói thẳng đi không nên lãng phí thời gian ta tán gái à thời gian ta suy nghĩ về nhân sinh hỏa ly nhược đã sớm không kiên nhẫn rồi về chuyện vỗ mông ngựa sao làm đối thủ của tu tư được càng về sau càng khó vỗ nghe a à tín nói những lời này như được đại xá rất dứt khoát nói ta muốn bái tiền bối làm thầy a à tín chẳng cho ý kiến ánh mắt chuyển sang hướng tu tư Tu Tư trầm mặt nghiêm nghị nói, ta đại biểu Thánh Điện, mời tín tiền bối và Mai Tư phỉ nghĩ Đức gia tộc gia nhập vào Thánh Điện. Hỏa ly nhược khẩn trương, gã không phải không muốn mời, nhưng mà gã tới quá vội vội vàng vàng, chưa được cao tầng trao quyền, không dám mở miệng nói bừa. Gã vừa định nói, A à Tín khoát khoát tay, cắt đứt hắn, âm thanh vang vang bảo ý tứ của các người ta minh bạch. Nhưng ta là người trọng thực lợi, ta cũng biết quyền hạn của các người hữu hạn, các người cứ về đi, thương lượng xong điều kiện thì lại đến tìm ta dù sao vẫn là câu nói kia, người nào đưa được chỗ tốt nhiều thì tuyển người đó. Được rồi, hôm nay đến đây thôi, ta rất bận rộn. Nghe đến câu sau cùng của A Tín, mắt mai lệ toa trợn trắng, cái gia hỏa này thường ngày chẳng có việc gì, chơi bời lêu lồng, có lúc nào bận rộn. Hỏa ly nhược và tu tư cũng bị lời nói trực tiếp rõ ràng của A Tín chấn động. Bọn họ đều là quý tộc thế gia, bình thường tiếp xúc, đều là người xã hội thượng lưu, chưa từng nghe thấy lời đòi hỏi chỗ tốt rõ ràng như thế trần trụi như thế. A tín không để ý đến hai người trợn mắt há mồm, nghênh ngang đi mất. Phong ba từ một trận chiến này, chỉ vừa mới bắt đầu tản ra. Bây giờ Thánh Châu tập hợp binh đoàn, cơ hồ là binh đoàn hơi có danh tiếng tại Quang Minh Châu đều tụ tập tại Thánh Châu. Động tính tại thu sát viện to như vậy, muốn che giấu đều không giấu được. Tuyệt thế sát chiêu của thu thiên kình, tín tiền bối phá toái hư không, như cơn lốc chuyển khắp toàn bộ Thánh Châu. Mọi người dồn dập suy đoán, vị tín tiền bối ngang trời xuất thế này, đến tột cùng là lai lịch ra sao. Mọi người càng tràn đầy ước ao, Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc nhất định là tổ tiên tích Đức, mới có thể có một vị tuyệt thế hồn tướng yêu ái. Rất nhiều người đang suy đoán tín tiền bối và tổ tiên của Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc có liên hệ gì, trừ cái đó ra, mọi người không nghĩ ra bất cứ lý do gì Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức có thể được tín tiền bối yêu ái. Nhiều gia tộc cực kỳ đỏ mắt, bằng vào trận chiến này, Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc có thể nói thoát thai hoán cốt, triệt để lật mình a. À không còn ai coi Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc như một tiểu danh môn tầng dưới chót nữa. Không thấy được ngay cả hỏa ly nhược tướng quân và tu tư trưởng lão thánh điện đồng loạt đi tới bạch tuyết thành bái phỏng tiến tiền bối sao, hàm ý trong đó, không nói mà rõ. Người thắng đến tận giờ đều là quang mang vạn trượng, người thất bại đến tận giờ đều là chẳng một ai để ý tới. Thu sát viện đánh một trận, làm cho Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc thanh danh vụt lên, cơ hồ trong một đêm, liền tiến thân hàng ngũ danh môn đỉnh cấp ở Thánh Châu, nhận tung hô sôi động nhất mà người thất bại thu ra, lại trong một đêm, từ danh môn đỉnh cấp suy sụp, cửa nhà vắng vẻ. Thực lực của Thu Thiên Kình khiến mọi người thất kinh, nhưng mà cái này thì sao? Thu Thiên Kình đã chết rồi, thu hút hoa thiên tài hơn người, thế cũng thì sao? Hiện tại hạ lạc bất minh, thu ra còn lại cái gì? Trong con mắt những kẻ cướp ăn đỉnh cấp ở Thánh Châu, hiện tại, thu ra chính là một tảng thịt mỡ. Không có lực lượng bảo hộ, thu ra phong hậu tài nguyên, tài phú, hấp dẫn vô số người nhỏ rãi. Nếu tại thời kỳ hòa bình, mọi người còn cố kỵ, nhưng mà tại thời điểm bước ngoặt trước mắt này, trên tay có thêm một chút lực lượng, tương lai cơ hội thắng lợi liền sẽ thêm một phần. Không ít người đã âm thầm bắt đầu mưu tính, thân là nhà giàu có nhãn hiệu lâu đời, thu ra rất rõ ràng mình sẽ gặp phải tao ngộ dạng gì, bọn họ tuyệt đối sẽ không đưa cổ chờ chết. Thảm án thu sát viện vừa mới kết thúc, đối với thu gia mà nói, thảm bại tại thu sát viện, bọn họ càng cảm thấy cái này là một trận thảm án. Bọn họ biết rõ, nếu như bọn họ không thể lập tức đánh trả hung hồn như vậy bọn họ nhanh chóng sẽ bị xài lang linh cầu chen trúc kéo tới cắn xé đánh tan thu vũ xuyên qua khe màn tre nhìn cánh cửa mai tư phỉ nhĩ đức thương hội ở xa xa đã sắp bị đẩy phá bên trong từng cái khuôn mặt quen thuộc khiến y nổi cơn giận dữ cao giọng căm hận đám người theo chiều gió này bình thường chạy đến thu gia chúng ta như chó vẩy đuôi mừng chủ hiện tại lại chạy đến nịnh bợ mai tư phỉ nhĩ đức đồ tiểu nhân thu gia đã bị minh hiếu của mình vứt bỏ không có bất cứ một cái gia tộc nào vào lúc này, đứng ra giúp Thu ra nói dùm một câu. Ngay cả thế lực phụ thuộc trước đây, Elizabeth gia tộc, lúc này cũng tránh né Thu ra như tránh né ôn thần. Thế đạo không phải như thế sao? Người thắng sẽ có đãi ngộ như vậy, người thất bại luôn là hai bàn tay trắng. Phía sau y, gia hỏa nằm ở trên giường không nghiêm chỉnh thờ ơ nói. Chúng ta còn chưa bại, Thu vũ trầm giọng phản bác, trận chiến Thu sát viện, chúng ta xác thực bại rồi nam tử trên giường lười biếng nói thu ra chúng ta còn chưa bại thu vũ nói năng có khí phách y có chút kích động chúng ta còn có húc hoa chúng ta còn có ngươi không nên mong đợi ta cao như vậy nam tử trên giường ngồi thẳng lên vẻ mặt bất đắc dĩ nói các ngươi như vậy ta bị áp lực rất lớn còn có húc hoa mà chỉ cần hắn không chết ai cũng không dám động tới thu ra đã đến lúc này an ninh ngươi còn nói lời này thu vũ cực kỳ bất mãn thu húc hoa sinh tử bất minh trước mắt Thu Gia đã đến thời khắc nguy hiểm nhất. Được rồi, được rồi, dù sao ta sẽ toàn lực ứng phó. Thu Ninh than thở một tiếng, nhưng mà trong mắt lại hiện lên một tia tinh mang, ngay lập tức tiêu thất, người tính toán hay ho, về phần động não người tốt hơn ta nhiều. Thu Vũ nghe thấy A Ninh đảm bảo liền yên tâm, y tràn đầy lòng tin với thực lực Thu Ninh, chỉ lo lắng Thu Ninh không chăm chú tỉ mỉ, dù sao trong tộc bình thường đối với Thu Ninh cũng không coi trọng chút nào. Cái này cũng là chuyện không biết làm sao, bởi vì Thu Ninh đi con đường hoàn toàn khác. Lúc trước Thu ra quan hệ với Thánh Điện không tệ, sau khi Thu hút hoa trở thành hổ tướng lại càng từ Thánh Điện Thu được một ít thứ đặc thù, tỷ như vũ kỹ và hồn thuật. Vũ kỹ và hồn thuật của Thánh Điện đến từ Thánh Điện ở Thiên Lộ. Vũ kỹ bởi vì tương đối đê dai, Thánh Điện công khai không ít, mà hồn thuật thì luôn luôn là nội dung Thánh Điện giữ kín không nói ra. Nhưng những vũ kỹ đến từ Thiên Lộ này, tại Quang Minh Châu cũng không hình thành nên phong trào và lực ảnh hưởng chẳng được mấy. Thỉnh thoảng vẫn có người học một hai loại vũ khí vì phụ trợ sản xuất và sinh hoạt. Mà vũ khí của Thiên Lộ là một cái hệ thống khổng lồ, từ thấp đến cao, chủng loại đa dạng. Nếu chân chính lựa chọn vũ khí thì có nghĩa cùng với Thánh vực chủ lưu hệ thống binh đoàn là mỗi người đi một ngả, cái này tuyệt đại đa số người khó mà tiếp thu. Uy lực của vũ khí cũng khá hữu hạn, đối với dân chúng Quang Minh Châu mà nói thiếu lực hấp dẫn. So sánh với vũ khí, uy lực của hồn thuật lớn hơn rất nhiều. Dù sao tại Thiên Lộ đó là hệ thống mà thánh giả mới có thể tu luyện. Nhưng mà, hồn thuật không bởi vậy mà phát dương quang đại tại thánh vực. Thánh điện giữ kín không nói ra cố nhiên có một nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính yếu là hồn thuật vô cùng phức tạp. Hồn thuật có căn nguyên từ vũ kỹ, tại thiên lộ là kết quả sau khi võ giả tiến nhập thánh giả cảnh giới, tiến lên đỉnh cao hơn. Thánh giả thiên lộ và thánh giả thánh vực, ngoại trừ có một điểm giống nhau là có thể trực tiếp điều động năng lượng thì có quá nhiều khác biệt. Tỷ như hồn vực, hồn giá trị, chưa cần nói thể loại sản phẩm hồn thuật thánh vực khó mà lý giải này. Cho nên hồn thuật tại thánh vực cũng không được phát dương quang đại, tuy rằng thánh giả thánh vực nhiều như chó đi đầy đất. Thu Ninh lại khác, từ nhỏ gã đã phi thường cảm thấy hứng thú với vũ kỹ, không nghe trưởng bối khuyến cáo, si mê vũ kỹ. Cho nên từ nhỏ đã không được gia tộc coi trọng, gã cũng không quan tâm, khư khư cố chấp, thu hút hoa sắp xỉ tuổi gã, cùng nhau lớn lên từ bé, sau khi trở thành hổ tướng, chuyên ở thánh điện kiếm không ít hồn thuật cho gã những hồn thuật này thánh điện bảo mật đối với bên ngoài nhưng mà quyền hạn của hồ tướng đủ cao hoàn toàn không bị hạn chế thánh điện kỳ thực cũng không để tâm tới những hồn thuật này một ít thứ vô pháp tu luyện ngoại trừ làm tư liệu tham khảo chất đầy giá sách không có bất cứ tác dụng gì không ngờ vậy mà thu ninh lại đi theo con đường này nhảy lên trở thành người có vũ lực cá nhân cường hãn nhất thu ra nhưng mà cái này đối với tình cảnh của gã cũng không có cải thiện gì tại cái thời đại binh đoàn chế phách này đối với danh môn nhãn hiệu lâu đời như thu gia võ tướng đứng đầu như thu hút hoa thu thiên kình mới có thể chấn nhiếp đạo trích mở rộng lực ảnh hưởng cho thu gia vũ lực cá nhân có mạnh mẽ có thể phát huy tác dụng cũng chỉ là một thích khách thu gia cần thích khách sao toàn bộ thu gia không có ai cảm thấy thu gia có một ngày sẽ cần thích khách để vãn hồi tôn nghiêm cho mình ngay cả bản thân thu ninh cũng không ngờ được vận mệnh thu gia vậy mà lại giao trên tay gã gã có chút xuất thần thanh âm thu vô ở bên tai cũng trở nên có chút phiêu hốt Bọn chúng ta, Thánh Điện và Liên minh không phải muốn mượn hơi mai tư phỉ nhĩ đức sao. Bọn họ nhất định sẽ đồng thời xuất hiện, ngay tại trước mặt bọn họ, tóm tuyệt thế hồn tướng mà bọn họ cực lực mượn hơi xóa bỏ đi, nếu vậy biểu tình của bọn họ nhất định sẽ rất đặc sắc. chương 911, Chủ tính của từng bên, tại Quang Minh Điện, báo cáo của tu tư trưởng lão không có khuyết đại, giai đoạn đầu của trận chiến thu sát viện khó mà chứng thực, nhưng giai đoạn sau, nhất là một kích sau cùng của tín, rất nhiều người nhìn thấy. Chúng ta điều tra 60 người xem tận mắt chứng kiến một kích sau cùng, có kết luận phi thường thống nhất. Chúng ta an bài 70 trưởng lão, suốt đêm chọn đọc tài liệu hơn 3.000 phần sách của tư liệu lịch sử, sau cùng xác định 9 người có khả năng là mục tiêu hoài nghi, nhưng mà chúng ta bây giờ còn vô pháp khẳng định thân phận chân thực của hắn. Cân nhắc đến khả năng lai lịch của tín quan hệ rất sâu với Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc, chúng ta cũng đã điều tra Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc. Chúng ta tìm đọc lịch sử Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc, nhưng mà tư liệu phi thường hữu hạn. Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc có lịch sử vô cùng xa xưa, tổ tiên của bọn họ là chi nhánh của Bắc Địa gia tộc, mà Bắc Địa gia tộc có thể truy ngược đến hai vạn năm trước. Đáng tiếc bởi hiện trạng sinh tồn của đời đời Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc không tốt, tư liệu về phương diện này được bảo tồn cũng rất tệ, không có lưu lại tư liệu hữu dụng gì cả. Tháp Phỉ trưởng lão bẩm báo trước sau như một, rất tỉ mỉ, khuôn mặt lão chất đầy nếp nhăn, nhưng mà tinh thần quắc thước, con mắt xám thủy chung lợi hại, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, thánh bào trắng tinh khoác trên người không rộng thùng thình chút nào. Không giống những trưởng lão khác luôn thích đeo nhẫn khảm bảo thạch phát quang lòe lòe, hoặc là thích cài ghim áo tinh xảo, người lão không có bất cứ trang sức gì, mộc mạc tựa như lão binh lúc nào cũng chờ đợi mệnh lệnh. Nếu lần đầu tiên gặp mặt, rất ít người nghĩ đến, một vị lão nhân mộc mạc mà tinh thần như vậy hóa ra là trưởng lão số 2 của Thánh Điện. Nghe tháp phỉ trưởng lão báo cáo xong, đại trưởng lão thản nhiên nói, người nói nhiều như vậy, ý tứ chính là không có kết quả thân thể tháp phỉ trưởng lão run lên, phía sau ướt xuống mồ hôi, lão cúi đầu, cố gắng chấn định cắn răng nói, đúng vậy. Chúng ta không tra được tình báo gì có giá trị, tháp phỉ tại lúc đại trưởng lão không có tiếng tăm gì, chính là phó thủ của đại trưởng lão. Lão một đường theo đại trưởng lão, trong thời gian hơn 40 năm, thận trọng cẩn thận, rất được đại trưởng lão tín nhiệm. Sau khi đại trưởng lão trở thành chủ nhân của Quang Minh Điện, lão cũng từng bước một thăng chức, trở thành nhân vật số 2 của Thánh Điện. Nhiều năm đi theo, lão rất hiểu tính cách đại trưởng lão cũng không bởi vì có khả năng làm đại trưởng lão tức giận mà có điều giấu diếm nhưng mà đại trưởng lão ngày càng tăng cường uy áp khiến lão không tự chủ mà thấy khẩn trương cái này không quan hệ tới thói quen là phản ứng bản năng của thân thể đại trưởng lão trầm ngâm chốc lát chậm rãi mở miệng nói cho tu tư, tư ta trao quyền lớn nhất cho hắn ta cần phải nhìn thấy tên hồn tướng này vâng tháp phì căng thẳng tuân mệnh lão do dự một chút có phải đến từ thiên lộ hay không Ta lo lắng tên hồn tướng này có quan hệ với Nam Minh. Thủ hạ của Đường Thiên tại Nam Minh là có một vị hồn tướng phi thường lợi hại. Thanh âm đại trưởng lão từ trong Thánh Viêm Vàng Kim truyền ra, trầm ổn mà đầy lòng tin, chỉ cần hắn là hồn tướng, sẽ không có quan hệ. Tháp Phỉ gật đầu, minh bạch, Mai Tư Phỉ nhĩ đức gia tộc là tiểu danh môn, phù hợp nguyên tắc chúng ta mượn hơi. Không sai, những gia hỏa kia cho rằng liên hợp lại, có thể phản đối chúng ta bọn họ cho rằng vào lúc này phát động chúng ta liền sẽ sợ ném chuột vỡ đồ cho rằng vì lấy đại cục làm trọng ta sẽ thỏa hiệp với bọn họ thanh âm đại trưởng lão đầy vẻ trào phúng thật là ý nghĩ ngu xuẩn quá đỗi tháp phỉ biết rõ đại trưởng lão đã động chân hỏa lão cũng cảm thấy những danh môn này thực sự quá phận vì lợi ích của mình thậm chí không tiếc hy sinh lợi ích của quang minh châu đám ngu xuẩn này chẳng lẽ không biết rằng quang minh châu mà chiến bại bọn họ sẽ đối mặt với cái gì sao đúng vậy bọn họ cho rằng đại trưởng lão nhất định sẽ không để quang minh châu thất bại cho nên đại trưởng lão nhất định sẽ thỏa hiệp thế nhưng là bọn họ tuyệt đối không ngờ đại trưởng lão đa mưu túc trí lão cung kính nói bọn họ là tự tìm tử lộ bọn họ đã mục nát tháp phỉ thanh âm đại trưởng lão quanh quẩn bên trong quang minh điện bọn họ đã mất xuống khí và vinh quang của tiền bối bọn họ bọn họ chỉ là một đám chuột trầm mê tải trong hắc ám đùa bớn quyền mưu bọn họ không xứng với tất cả những gì có được ở hiện tại nhưng bọn họ nhanh chóng sẽ minh bạch, Quang Minh Châu cần không phải là bọn họ, Quang Minh Châu chỉ cần Thánh Điện. Thánh Điện cũng không cần bọn họ, thời đại của bọn họ đã kết thúc 500 năm trước rồi. Thánh Điện cần máu huyết mới mẻ, Quang Minh Châu cần có tân máu huyết, cắt rớt những thịt nát máu úng đã mục nát kia, chúng ta nghênh đón tân sinh. Giọng điệu đại trưởng lão sục sôi, thánh viêm dường như cảm thụ được tâm tình của lão ta, tỏa ra quang mang chói mắt, người lão ta tựa như một vầng mặt trời kim sắc. Không có ai có thể ngăn cản chúng ta, kể cả Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức. Tháp phỉ trưởng lão thật lòng khâm phục, trước sau như một. Tại hỏa gia biệt viện, phòng bị xâm nghiêm, trong đại sảnh, ngoại trừ thu gia, gia chủ năm đại danh môn đều có mặt. Trận chiến thu sát viện, làm Thánh Châu khiếp sợ, bọn họ đều dùng tốc độ nhanh nhất suốt đêm mà đến, không dám có chút chậm trễ. Bọn họ vừa mới thăm dò thu sát viện xong trở về, trên mặt mỗi người đều động nỗi khiếp sợ. Không ngờ được, trên đời này vậy mà lại có hồn tướng cường đại như vậy lần này thu ra thua không oan, mạc ra ra chủ mạc diệt cốc vừa cảm khái vừa khiếp sợ. Các người khác dồn dập gật đầu, đi đến hiện trường, nhìn thấy thu sát viện triệt để bị phá hỏng, cảm xúc bọn họ càng thêm sâu. Lần này thu ra triệt để té ngã, chàng bại trận này đối với thu ra có ảnh hưởng phi thường sâu xa, rất có khả năng dẫn đến việc thu ra từ nay suy sụp. Ngấm thì đỉnh cấp danh môn tiêu thất như thế, mọi người cũng khó tránh khỏi sinh ra cảm giác thỏ tử hồ bi. Nhưng mà, bọn họ không có thời gian thương cảm dùng thu ra, tại thời điểm mấu chốt này, vậy mà lại xuất hiện biến cố lớn như vậy, đối với thế cục trước mắt sẽ sản sinh ảnh hưởng gì mới là điều bọn họ quan tâm nhất. Suy Tạp Lý gia tộc tộc trưởng Cáp Nhĩ Duy Tạp Lý trầm giọng nói, bây giờ chúng ta cần thảo luận xem, chuyện này gây ảnh hưởng như thế nào đối với chúng ta. Sắc mặt mọi người đều trở nên nghiêm trọng, cục diện hiện tại vi diệu vô cùng, bất cứ một điểm biến hóa thật nhỏ gì đều có khả năng cải biến thế cục, huống chi cái này không phải là biến hóa nhỏ. Thu gia bị thương nặng, đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là sự tình tồi tệ. Vốn là năm nhà, giờ biến thành bốn nhà, thực lực của bọn họ tổn thất nghiêm trọng. Các nhĩ duy tạp lý nói tiếp, Thánh Điện khởi xướng triệu tập lệnh, tuy rằng chúng ta đã tìm hiểu, tụ tập hơn 300 nhà tiểu danh môn. Về số lượng binh đoàn, chúng ta ở vào hoàn cảnh xấu. Thánh Điện không phải đã muốn dùng những tiểu danh môn do chính tay bọn họ nâng lên này để thay thế chúng ta từ lâu sao? Hỏa lưu thương hừ lạnh, từ khi bọn họ bắt đầu làm cái trò danh môn cần có thánh điện thừa nhận, chúng ta đã đoán được có một ngày như thế. Vậy thì để cho chúng ta đo đếm những dân thôn quê kia năng lượng lớn đến mức nào đi. Nói không chừng bọn họ còn đang mơ mộng đẹp thay thế chúng ta. Thực sự là ngu xuẩn, mạc diệt cốc lắc đầu, thánh điện vi phạm thể ngôn năm xưa, bọn họ đã không cho phép bất cứ danh môn gì, bọn họ muốn làm chủ nhân duy nhất của Quang Minh Châu, bọn họ muốn người nào sống thì được sống, muốn người nào chết thì chết. Những đám ngu xuẩn này chỉ là một đám pháo hôi, không đáng nhắc tới. Pháo hôi có nhiều cũng là pháo hôi, hỏa lưu thương hừ lạnh, các nhĩ nhắc nhở mọi người, mai tư phỉ nhĩ đức gia tộc cũng không phải là pháo hôi. Hồn tướng quân giai thượng tướng, chưa từng nghe ai kể, còn cả thanh kiếm kia, cũng là một kiện bảo vật khó lường. Thu sát binh đoàn còn bị diệt, thực lực của hắn sâu không lường được. Chúng ta cần phải lợi dụng mai tư phỉ nhĩ đức gia tộc. Đồng ý, mạc diệt cốc gật đầu, hồn tướng cường đại như thế, chính là một binh đoàn vô địch, nếu như rơi vào tay thánh điện, chúng ta sẽ nguy hiểm. Ai có lòng tin đánh bại hắn, tất cả mọi người không hé răng, tại chàng đều là danh môn hiển hách, binh nhiều tướng mạnh, thiên tài xuất hiện lấp lấp, nhưng mà không ai dám vỗ ngực nói mình có thể chiến thắng tên hồn tướng kia. Khắc Lao Phu đặc thủy trung trầm mặc bỗng mở miệng, trầm giọng nói, vô luận hắn nói điều kiện gì, thỏa mãn hắn. Trong bốn người uy tín Sandra cao nhất, hắn vừa mở miệng, ý kiến bốn người lập tức thống nhất hắn ra điều kiện còn dễ làm, hiện tại là để chúng ta ra điều kiện. Vẻ mặt cáp nhĩ đau đầu. Bỗng nhiên ánh mắt Sandra chuyển sang hướng hỏa ly nhược ở phía sau hỏa lưu thương, người nói hồn tướng lúc đó hành lễ với ai. Hỏa ly nhược nhíu mày hồi ức, vội vàng nói, đúng vậy. Tín tiền bối hướng về phía thủ lĩnh thiết diện quân đoàn để hành lễ, xưng hắn là cô gia, hơn nữa tự xưng thuộc hạ. Trong mắt hắn hiện lên vẻ ảo não, đúng vậy, mình sao lại quên chi tiết trọng yếu như thế. Thiết diện binh đoàn, Mai Tư Phỉ Nghĩ Đức, cái người này mới là then chốt. Sandra thản nhiên nói, ta tin tưởng rằng hắn có thể thấy được rõ ràng thế cục. Hơn nữa, hắn có thể điều khiển hồn tướng cường đại như thế, vài thứ kia của thánh điện, hắn nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Con mắt hỏa lưu thương sáng ngời, ngươi là nói. Tất cả mọi người nghĩ đến cùng một cái đáp án, thần sắc không khỏi đều trở nên phấn chấn. Bạch tuyết thành gần nhất đầy người hết chỗ, cơ hồ toàn bộ người có uy tín danh dự ở Thánh Châu đều chạy tới nơi đây. Đương nhiên, Địa phương náo nhiệt nhất là Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức Thương Hội. Tất cả mọi người đều biết bây giờ chạm tay Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức có thể bỏng cỡ nào. Thánh điện và năm đại danh môn, nga, hiện tại là bốn đại danh môn, tất cả đều kiệt lực mượn hơi Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc. Hơn nữa khắp nơi truyền lưu một thuyết pháp, cái này là một trận chiến dịch rất then chốt giữa song phương, Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc lựa chọn một phương nào, một phương đó liền sẽ tăng thêm cơ hội thắng lợi. Những ngày này quý khách đang môn bái phỏng cơ hồ tắc nghẽn mai tư phỉ nhĩ đức thương hội, song phương đều toàn lực phát động, từng lớp thuyết khách, sách theo tài phú kinh người, ba hoa trích trẻ cổ suý, rượt dây, đồng ý, núi liền không dứt. Trà lâu đối diện thương hội, ngày nào cũng kín người hết chỗ. Hắc, cổ tư đặc gia tộc gia chủ, người đoán hắn bôn tẩu vì ai? Thánh điện, hắn là tân danh môn, người này nhìn hơi quen mắt, ai, nhất thời nghĩ không ra. Hình như là gia chủ của khang tư thản gia. Đúng đúng đúng, mọi người xem náo nhiệt, hồ hởi vô cùng. Bạch Tuyết Thành không phải trốn nông thôn, nhưng mà cũng chưa từng thấy nhiều đại nhân vật như vậy. Trong đám người thỉnh thoảng phát ra tán thán, những danh từ cao quý lóe sáng kia không ngừng xuất hiện tại trước mắt bọn họ. Mọi người cảm khái thế sự vô thường, đã từng là một danh môn nho nhỏ, vậy mà lại trở thành then chốt thao túng thế cục quang Minh Châu. Mai Tư phỉ nghĩ nước rốt cuộc sẽ lựa chọn bên nào. Mọi người rất hiếu kỳ và lo lắng, ngoại trừ những gia tộc đã chọn phương hướng, Tuyệt đại đa số người chỉ muốn thế cục sớm trong sáng rõ ràng. Chương 912, thánh điện lộ rõ xu hướng suy tàn. Đã đến lúc ngả bài rồi, Hỏa Lưu Thương nhìn Bạch Tuyết Thành ở xa xa, sắc mặt tỏ vẻ nghiêm trọng, nếu như Mai Tư Phỉ nghĩ đức gia tộc lựa chọn thánh điện, chúng ta phải chọn biện pháp gì. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Tang Đức Lập, y mới là nhân vật linh hồn của cả hào môn liên minh. Vậy thì phá hủy hắn đi, Tang Đức Lập trả lời không do dự thần sắc bình tĩnh, không tiếc bất cứ giá nào phá hủy nó đi. Mọi người không hẹn mà đồng loạt gật đầu, nếu như Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc nghiêng về hướng Thánh Điện, uy hiếp đối với bọn họ thực sự quá lớn, dù cho vì đó phải trả bất cứ cái giá nào, bọn họ cũng cần phải giết chết Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc. Cho nên bọn họ dẫn binh đoàn đến, binh đoàn cường đại nhất của bốn gia tộc, nhằm khống chế Bạch Tuyết Thành. Bầu không khí Bạch Tuyết Thành nghiêm trọng khôn kể, sự cường thế của bốn đại danh môn, bao phủ bầu trời Thánh Châu khác với vẻ hùng hổ dọa người của hào môn liên minh, phản ứng của thánh điện thoáng trông kém hơn rất nhiều. Hành động tô phỉ xuất lĩnh quang minh kỵ sĩ đoàn huyết tẩy nơi đóng quân của Thu Gia, biểu hiện sự chút giận rõ rệt hơn hẳn sự phản kích. Cơ hồ toàn bộ thánh điện trưởng lão khuynh xào xuất động, bọn họ được phái đến các nơi thánh châu, liên hệ với từng đại binh đoàn, thể hiện nỗ lực sau cùng. Nhưng mà trong mắt mọi người, điều này như thể khốn thú cố gắng dẫy dụa cuối cùng. Mỗi một danh môn mới nổi tìm tới cửa, miệng thì ủng hộ nhiệt liệt, nhưng lại chẳng có hành động thực tế. Lợi thế trên tay thánh điện thực sự quá ít, ngoại trừ quang minh kỵ sĩ đoàn, không còn thứ khác. Giả á ở vĩ giã quan châu xa xôi, mục chi hà sinh tử không biết, cơ hồ tất cả lực lượng trung tâm nhất của thánh điện đều ở tại Nam Minh. Còn các trung tướng tại quang minh châu lại có quan hệ thiên ti vạn lũ với các hào môn, thái độ đại đa số lúc này không rõ rệt. Thánh điện vốn cường đại, bây giờ chỉ có thể ỉ lại những danh môn mới nổi kia. Nhưng, đám danh môn mới nổi rời rạc chắp nối, Mỗi nhà đều có tâm tư riêng. Chiến lực binh đoàn của bọn họ yếu, chẳng có sự tín nhiệm lẫn nhau, điểm chí mạng chính là bọn họ cực kỳ lo lắng đối với tình cảnh của Thánh Điện. Có rất nhiều danh môn mới nổi và hào môn âm thầm thảo luận các điều khoản liên minh ngầm. Tuy rằng bọn họ biết một khi hào môn liên minh thắng lợi, đối với bọn họ mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng mà bọn họ hiểu hơn nữa là đứng ở bên cạnh người thắng mới có thể sống sót. Chuyện mâu thuẫn xung đột giữa các danh môn mới nổi và chuyện bọn họ bằng mặt không bằng lòng với Thánh Điện đã chẳng phải là bí mật gì to tát cả. Tình cảnh Thánh Điện rất nguy hiểm, tỏ rõ xu hướng suy yếu. Một Thánh Điện lộ rõ xu hướng suy yếu làm sao tranh đoạt được Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc với hào môn liên minh đang chiếm cứ ưu thế. Mà hiện tượng suy yếu này, biểu hiện rõ nhất khi tu tư trưởng lão lẻ loi một mình xuất hiện tại Bạch Tuyết Thành. Đường phố trống không, thân ảnh tu tư trưởng lão hưu quạnh quá đỗi, không có hộ vệ xâm nghiêm, đao kiếm như tuyết, không có đội hình nghi lễ cao quý hoa lệ, không có bóng lưng chúng sinh khiêm tốn không người, không có quang mang thần thánh như ánh mặt trời. Bất cứ ai thấy tận mắt một màn này, trong lòng dâng lên tư vị ngổn ngang. Thánh điện A, một tay khai sáng quang minh châu, xác lập địa vị thống trị không gì phá nổi A, như thể trong một đêm, lâu đài ầm ầm sụp đổ. Trên bầu trời, khuôn mặt các nhĩ tự dưng nở ra nụ cười tươi đắc ý, thánh điện cũng biết không hơn được chúng ta, chỉ phái một mình tu tư đến. Hỏa lưu thương và mạc diệt cốc cũng kìm lòng không đậu bèn nở nụ cười thực lực mai tư phỉ nhĩ đức gia tộc sâu không lường được nếu như không phải rơi vào tình huống bất đắc dĩ bọn họ tuyệt sẽ không khai chiến với mai tư phỉ nhĩ đức gia mà một khi mai tư phỉ nhĩ đức gia nhập vào liên minh của bọn họ sự diệt vong của thánh điện là ở trong tầm tay trong mắt tang đức lạp hiện lên một tia thận trọng không nên sơ ý mạc diệt cốc có vẻ không đồng ý lẽ nào ngươi cảm thấy thánh điện còn có thể vẩy ra hoa chiêu gì Hưng, hỏa lưu thương sen lẫn một tia xem thường thánh điện đã hết rồi thời đại của bọn họ đã kết thúc. Nhìn bộ dáng ỉu xìu của tu tư hiện tại, trong lòng ta thật vui sướng. Cái gã này thường ngày ngạo mạn thế nào, chẳng khác gì với bộ dạng thánh điện. Tang nước lạp lắc đầu, các ngươi đã quên một người. Các nhĩ ngây ra một lúc, hỏi ngược lại, đại trưởng lão hả? Nụ cười trên mặt hỏa lưu thương bị kiềm hãm, có chút mất tự nhiên miễn cưỡng cười đáp, các ngươi cũng nghĩ quá nhiều đấy. Đại trưởng lão lợi hại, cái này ta thừa nhận, nhưng mà một mình đại trưởng lão có thể xoay chuyển cục diện trước mắt, ta không tin mạc Diệt cốc gật gật đầu đúng vậy không một đố gột nên hồ trên tay hắn không có bài đánh kiểu gì tang nước lạp thản nhiên nói hy vọng là ta lo lắng quá sự lo lắng trong lòng y không giảm mà tăng lên không giống mấy người kia y và đại trưởng lão từng giao tiếp hiểu sâu hơn về đại trưởng lão y biết rõ vị đại trưởng lão du rú trong nhà cơ hồ không hỏi chuyện này là một người lợi hại cỡ nào ngay từ đầu y lo lắng nhất chính là vị đại trưởng lão cơ hồ không có cảm giác tồn tại này, mà không phải là tô phỉ, cũng không phải quang minh kỵ sĩ đoàn. Nhưng mà y biết rõ, hiện tại nhiều lời cũng vô ích, chỉ có thể cổ động tất cả tinh thần. Với cục diện trước mắt, đa mưu túc trí như y cũng nghĩ không ra thánh điện còn có thể lật bàn kiểu nào. Nhưng mà y biết rõ đại trưởng lão tuyệt không phải hạng người thúc thủ chịu trói, cúi đầu chịu thua. Các nhĩ thu hồi sự đắc ý trong lòng, nói ta tới gấp hắn. Mọi người không phải tầm thường, biết rõ không tới một khắc sau cùng, tuyệt đối không thể sơ ý. Trận chiến này quan hệ đến sự sinh tử tồn vong của gia tộc bọn họ, thắng, bọn họ sẽ trở thành chủ nhân chân chính của Quang Minh Châu, thua, bọn họ và gia tộc liền rơi xuống vực sâu địa ngục vạn kiếp bất phục. Tu tư đi ở trên đường phố, lão kinh hồn táng đảm, bạch tuyết thành bị binh đoàn của địch nhân giới nghiêm, lão luôn có ảo giác dê vào miệng hổ. Nhưng cái này là mệnh lệnh của đại trưởng lão, lão chỉ có tuân thủ. Lão phát hết óc, nhưng mà nghĩ không ra dụng ý của đại trưởng lão như vậy dù cho lão có thể thuyết phục mai tư phỉ nhĩ đức gia tộc địch nhân cũng không thể để bọn họ sống ly khai hơn nữa nghĩ tới điều kiện mà phe mình có thể đưa ra tu tư không có chút lòng tin nào lão căn bản không hiểu mệnh lệnh của đại trưởng lão toàn bộ trưởng lão thánh điện đều xuất động được phái đến khắp các nơi ở thánh châu trong mắt tu tư cái này hoàn toàn là hành động phí công trái lại sẽ khiến người khác nhìn ra thánh điện mất khống chế đối với thế cục nếu việc tung lưới rộng phí công như vậy, còn không bằng tập trung toàn bộ lực lượng đánh chiếm Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc. Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức mới là thẻ bài có phân lượng nhất hiện tại A. À? Thế nhưng là đại trưởng lão khư khư cố chấp, hoàn toàn không nghe ý kiến của lão. Trong lòng tu tư tràn ngập bi thương, lão cảm thấy lần này thánh điện gặp nguy hiểm rồi. Có lẽ lần này, mình sẽ chết tại Bạch Tuyết Thành, tâm tình lão suy sụp. Bỗng nhiên, lão thấy hoa mắt, một thân ảnh ngăn cản lối đi. Lão ngẩng đầu, nhận ra là các nhĩ các nhĩ miệng cười nhưng lòng không cười bảo tu tư trưởng lão sao lại một mình đến đây lẽ nào thánh điện không lo lắng sự an toàn của tu tư trưởng lão hay là cảm thấy đao kiếm trong tay chúng ta không đủ sắc bén chém không đứt đầu của trưởng lão tu tư thôi bi quan trong lòng chấn định nói chém hay không chém chờ ta gặp được tín tiền bối tin rằng tín tiền bối sẽ biết tự quyết đoán các nhĩ cười nhạt bộ dáng của ngươi như vậy không cần phải đi gặp tín tiền bối Tu tư, tư cười ha hả, chẳng lẽ các hạ muốn quyết định thay tín tiền bối? Còn không biết tín tiền bối có nguyện ý hay không? Cáp nhĩ hơi nghẹn lại, gã đối với vị tín tiền bối sâu không lường được này có sự kiêng kỵ từ nội tâm. Gã đúng là không dám ngăn cản tu tư, không cho tu tư đi gặp tín tiền bối. Ý tứ của A tín tiền bối rất rõ ràng, muốn bọn họ đồng thời báo giá. Trong tình huống phe mình chiếm ưu thế, tới trêu chọc tín tiền bối và mai tư phỉ nhĩ đức gia tộc thì thật không có lý trí. Hơn nữa hoàn toàn không cần thiết, Cáp Nghĩ không tin Thánh điện có thể đưa ra điều kiện tốt hơn bọn gã. Tu Tư lẻ loi một mình đến đây, chính là chứng minh tốt nhất. Cáp Nghĩ tránh đường, còn làm động tác mời, cùng đi cùng đi. Tu Tư hít sâu một hơi, cất bước đi tới. Tại Mai Tư phỉ nhĩ đức thương hội, vẻ mặt Cát Trạch không tín nhiệm nhìn A Tín, Người có thể diễn tốt hay không? Đừng tại thời điểm mấu chốt làm hỏng việc, Tiểu Man tỷ khẳng định không tha cho ngươi. Tiểu Man ở bên cạnh hừ một tiếng nhưng mà hiển nhiên rất bằng lòng với cách cát trạch gọi tiểu man tỷ. Vẻ mặt A tín khinh bị nhìn cát trạch, người nghĩ rằng ta là người A. Tới đây, ngoan ngoãn hô một tiếng tín tiền bối. Cát trạch cười lạnh một tiếng, lập tức xoay mặt tiểu man tỷ, hắn nhận bối phận cao hơn ngươi. Thân sắc tiểu man bất thiện mà nhìn chằm chằm A tín. A tín trợn mắt há mồm, hắn bị sự vô sỉ của cát trạch chấn kinh, chơi thôi cũng có thể như vậy. Đường thiên và thiên huệ ngồi ở trong góc nhìn đám dở hơi này, trong lòng cảm thấy vui vẻ. Thiên Huệ cũng mỉm cười, nhưng mà nụ cười trên mặt nàng nhanh chóng tiêu thất, có chút lo lắng, thiên ca ca, ta cuối cùng cảm thấy như thể có điểm không thích hợp. Không thích hợp hả, sự chú ý của đường thiên lập tức bị thu hút, vội vàng hỏi chỗ nào không thích hợp. Cho tới bây giờ đường thiên luôn phi thường tín phục đối với phán đoán của thiên huệ, đầu óc của thiên huệ tốt hơn mình nhiều. Các người khác cũng dừng đùa giỡn, nhìn về phía thiên huệ. Thiên huệ không trả lời vấn đề của đường thiên, mà là chuyển sang hỏi Mai Lị Toa, Mai Lị Toa tiểu thư, mấy ngày vừa rồi, những khách nhân đến đây, phần nhiều là nói giúp thánh điện hay nói giúp mấy hào môn. Mai Lị Toa ngây ra một lúc, nhưng nhanh chóng có phản ứng, ta lập tức đi thống kê đã. Những ngày này khách nhân tới cửa thực sự quá nhiều, toàn bộ thương hội đều mệt mỏi ứng phó. Sau một lát, Mai Lị Toa trở lại, sắc mặt nàng có chút kỳ quái, đại nhân, thiên huệ tiểu thư, chúng ta đã thống kê, khách nhân phía hảo môn liên minh nhiều hơn một ít, ước chừng chiếm sáu thành. Thánh điện biểu hiện hạ phong, Khả năng có rất nhiều nguyên nhân, cái này không kỳ quái. Cho nên Thánh Điện và Hào Môn Liên Minh đều cần phải mượn hơi chúng ta, theo lý thuyết, Thánh Điện cần có chúng ta hơn. Thế nhưng, khách nhân tới cửa lại là Hào Môn Liên Minh chiếm đa số, điều này không kỳ quái sao? Thiên Huệ nói trúng điểm mấu chốt, Thiên Huệ vừa nói như thế, Đường Thiên cũng có phản ứng, khuôn mặt không lý giải được, đúng vậy, lẽ nào bọn họ không gấp gáp? Hành động của Thánh Điện những ngày này cũng rất kỳ quái, bọn họ chỉ làm một chuyện Thiên Huệ nghiêm mặt nói, bọn họ cơ hồ phái tất cả thánh điện trưởng lão ra ngoài, những trưởng lão này không ngừng gặp mặt các gia tộc, nhưng mà bọn họ tựa hồ cũng không tích cực, không có hiệu quả gì. Ta thoáng chú ý một việc, những trưởng lão này trải rộng các nơi thánh châu, có chỗ cũng không có quá nhiều binh đoàn. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, Phù Chính Chi trầm ngâm. Không đúng, sắc mặt A Tín nghiêm trọng, hắn lắc đầu. Trong những người này, ngoại trừ Thượng Quan Thiên Huệ, Khứ Giác Linh mẫn nhất là A Tín, hắn cũng phát giác điểm không thích hợp một luồng khí tức nguy hiểm như có như không trong không khí kia. Thánh điện vững vàng thống trị Quang Minh Châu nhiều năm như vậy, phản ứng như vậy có phải có điểm quá yếu hay không? Khuôn mặt thiên huệ như thể tản ra tất cả quang mang có thể thấy rõ, khí chất lẫm liệt, khiến người ta nghiêm cẩn kính trọng, đến tận lúc này, mọi người mới nhớ tới cái danh nữ chiến thần của nàng. Nhìn đến hôm nay sẽ vạch trần đáp án rồi, đường thiên lẩm bẩm trong mắt nhảy lên hỏa diễm, chương 913, mưu đồ của từng bên, khi tu tư trưởng lão và các nhĩ cùng vào mai tư phỉ nhĩ đức thương hội thì trong đại sảnh đám người tang nước lạp đang bình yên ngồi đó, bọn họ đến trước một bước. Tuy rằng ai cũng cảm thấy thánh điện đã không có thủ đoạn gì có thể lật bàn, nhưng mà chẳng ai dám sơ ý tại thời điểm mấu chốt như vậy. Người thắng thắng được tất cả, người thua thì thua sạch sẽ, ngay cả tính mệnh đều không thể giữ được. Ngồi ở vị trí cao nhất chính là A Tín, Mai Lị Toa an tĩnh mà cung kính đứng ở bên cạnh hắn. Các binh sĩ thiết diện binh đoàn, đứng song song lưng giữa vách tường, lặng lẽ đứng, tạo ra bầu không khí túc sát. Thực sự là thủ vệ xâm nghiêm, trong lòng tu tư cảm khái. Thực lực của thiết diện binh đoàn xuất sắc hơn lão tưởng tượng, những binh sĩ này đeo mặt nạ sắt, nhưng mà lão còn có thể nhìn được không ít thứ. Mỗi người vẫn duy trì cảnh giới, lão không nhìn thấy bất cứ sự không tập trung, hoặc là không yên lòng nào từ bất cứ binh sĩ nào. Làm được điểm này cũng không dễ dàng, gặp lúc xảy ra tình huống, các binh sĩ tập trung sự chú ý cũng không chắc trở, thế nhưng tại lúc gió êm sóng lặng, vẫn thủy chung có thể duy trì sự chú ý của mình không giảm, thì chắc trở hơn nhiều. Có thể làm được một điểm này, đều là tinh nhuệ, thuyết minh rằng bọn họ huấn luyện phi thường gian khổ, mới có thể đưa kỷ luật thành bản năng. Tu tư thu liếm sự chú ý của mình, thiết diện binh đoàn có tinh nhuệ cỡ nào, mà nếu như vô pháp thuyết phục được bọn họ, đối với thánh điện sẽ là chuyện tệ vô cùng. Trong lòng tu tư cười khổ, lão không nắm được cái gì. Nhưng mà đến lúc này, không cho phép lão lùi bước lão cũng không nói lời vô dụng tiến lên trước thi lễ với a tín xin chào a tín tiền bối a tín gật đầu tu tư trưởng lão chắc hẳn mang đến thành ý của thánh điện không biết thánh điện chịu ra điều kiện gì đám người tăng nước lạp lập tức bị hấp dẫn tu tư không quen lắm phong cách hành sự trực tiếp như vậy nhưng mà lúc này đã xác định liền đi thẳng vào vấn đề chỉ cần mai tư phỉ nhĩ đức gia tộc nguyện ý đi theo thánh điện sau này mai tư phỉ nhĩ đức sẽ là hào môn duy nhất ở quang minh châu vô luận mai tư phỉ nhĩ đức gia tộc cần cái gì thánh điện đều có thể thỏa mãn mấy tiếng cười nhạo vang lên đám người hỏa lưu thương lộ ra vẻ trào phúng vào lúc này thánh điện vậy mà lại còn bày đặt thái độ cao cao tại thượng như thế quả thực là không biết sống chết thánh điện chính là thánh điện a đã quá quen với kiểu làm chủ nhân của quang minh châu rồi a còn người khác thì chỉ có thể làm người hầu thôi cáp nhĩ châm chọc khiêu khích không quên bỏ đá xuống giếng nhưng mà lời gã nói không sai Thái độ của Thánh Điện rất rõ ràng, Thánh Điện cần phải làm chủ, Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc làm thuộc hạ. Nếu như Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc gia nhập vào hào môn liên minh sẽ có thân phận đối tác, tương lai mọi người đều là chủ nhân của Quang Minh Châu. Tuy rằng có liên quan đến việc phân phối quyền lực và lợi ích, nhưng mà tối thiểu địa vị mọi người là bình đẳng. Khác biệt chính là một trời một vực, đám người tang nước lạp thở phào nhẹ nhóm, bọn họ lo lắng nhất là Thánh Điện vì xoay chuyển chiến cuộc, nguyện ý hứa hẹn tương lai mai tư phỉ nhĩ đức cùng chị quang minh châu đương nhiên dù có thế chăng nữa bọn họ cũng có lý do năm xưa thánh điện cũng có minh ước với bọn họ như vậy nhưng mà thái độ của thánh điện vẫn khiến bọn họ phải bất ngờ thánh điện làm như vậy là đẩy mai tư phỉ nhĩ đức gia tộc đến trước mặt bọn họ sự ngạo mạn của thánh điện thực sự là không có thuốc nào cứu được a tín từ chối cho ý kiến ánh mắt hắn làm bộ không để ý mà đảo qua hộ vệ ở cách đó không xa liếc nhìn đường thiên thiên huệ đều nhìn thấy vẻ cảnh giác trong mắt nhau sự ngạo mạn và không lùi bước của thánh điện vào lúc này thật không bình thường tu tư cũng không biết vì sao đại trưởng lão đến thời điểm này vẫn không chịu nhượng bộ tuy rằng nói vô luận dùng điều kiện gì cũng phải mượn sức mai tư phỉ nhĩ đức gia tộc nhưng điều kiện trọng yếu nhất lại không chịu cho nhưng cũng may không phải lão không có lợi thế gì lão ổn định tâm thần trầm giọng nói thánh điện nguyện ý truyền thụ phương pháp chống lại năm tháng ăn mòn có thể kéo dài thọ mệnh cho tín tiền bối sắc mặt đám người tang nước lạp đột nhiên động lại trên mặt, trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng. Bọn họ cuối cùng minh bạch, bọn họ đã bỏ qua một điểm trọng yếu, tín tiền bối là một gã hồn tướng. Lúc này bọn họ mới minh bạch, sự nắm chắc của thánh điện là từ cái gì? Nếu như có được phương pháp chống lại năm tháng ăn mòn, thời gian tín tiền bối tồn tại có thể gia tăng lên nhiều. Đối với Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức Gia Tộc mà nói, tín tiền bối chính là thần hộ mệnh của bọn họ, có thể giúp thần hộ mệnh của gia tộc không tiêu thất, giá trị đó không cần nói cũng biết. Cái này là điều kiện Mai Tư Phỉ nghĩ Đức gia tộc vô pháp cự tuyệt. Không thể nào như thế, hỏa lưu thương bỗng dưng mở miệng, pháp tắc năm tháng ăn mòn thế gian, con người căn bản vô pháp chống lại. Các ngươi đang nói bậy, giọng gã có chút lạc giọng rất khó nhận thấy, có thể thấy nội tâm gã kinh hãi. Tu tư chấn định, kỳ thực trong lòng gã cũng không quá tin, nhưng mà lúc này lão cũng không thể chú ý được nhiều như vậy, làm bộ như đã tính trước mọi việc nói xem ra các vị đã quên rồi thánh điện đã bắt đầu nghiên cứu hồn lâu lắm rồi hơn nữa ta tin rằng không có ai đầu tư nhiều hơn thánh điện tại phương diện này lúc tu tư nói lời này tràn đầy tự tin đúng vậy phương diện nghiên cứu hồn ai có thể so quyển uy với thánh điện thủy trung thờ ơ lạnh nhạt tang đức lạp bỗng nhiên nở nụ cười thản nhiên nói không sai nói tới nghiên cứu hồn xác thực không có ai quyển uy hơn thánh điện tàng đức lạp vừa mở miệng đột nhiên trong lòng tu tư hiện lên dự cảm bất thường. Mà trái ngược với lão, đám người hỏa lưu thương vốn có chút kinh hoàng thất thố, lập tức trở nên chấn định lại. Bọn họ rất hiểu tang Đức Lập, nếu y đã mở miệng, đó chính là nhất định có biện pháp. tang Đức Lập tiếp tục thản nhiên nói, đa tả thánh điện giúp chúng ta nghiên cứu lâu như vậy, chúng ta nhất định sẽ phát dương quang đại những thành quả này. Thánh điện có rất nhiều đồ vật tốt, chúng ta đều sẽ rất quý trọng. Con mắt đám người hỏa lưu thương sáng ngời, không sai, chỉ cần công hãm thánh điện, toàn bộ đồ vật của thánh điện đều thuộc về bọn họ. Trong lòng tu tư chợt nhảy, nhưng mà lão cố gắng duy trì vẻ chấn định, cười lạnh nói thật á. Dù cho các người công hãm thánh điện, cũng chỉ có thể có một mảnh phế tích. Ngọc Thạch câu phần, người đánh giá quá cao nhiệt huyết của các trưởng lão rồi đó. Tang nước Lạp khẽ cười một tiếng, chẳng phải ai cũng nguyện ý chôn cùng thánh điện. Chúng ta cũng có không ít bằng hữu trong thánh điện, chỉ cần thánh điện có thứ này, vậy nó sẽ là của chúng ta sắc mặt tu tư cuối cùng thay đổi có trưởng lão cấu kết địch nhân trong lòng lão cảm thấy cay đắng vô biên kỳ thực lão luôn luôn không chịu thừa nhận mà thôi hành động lần này những hào môn này âm thầm sắp đặt không biết đã bao lâu sợ rằng bọn họ đã thâm nhập vào thánh điện nhiều năm mấy năm nay tu tư đã phát hiện bây giờ nghĩ lại trong thường ngày có rất nhiều manh mối dấu hiệu chỉ là mình chỉ cho rằng những người này tận lực kết giao trăm triệu không ngờ bọn họ mưu đồ vậy mà lại lớn như thế nhưng vào lúc này bỗng nhiên a tín nhàn nhạt mở miệng ta không cần ánh mắt hắn không tự chủ hướng tới tiểu man tại nơi đây đại khái chỉ có tiểu man mới có thể lý giải mình nhiều nhất có thể hiểu được năm tháng lâu dài là gian nan cỡ nào ánh mắt hai người giao nhau ở không trung a tín cảm thụ được trong ánh mắt tiểu man ẩn chứa sự ấm áp và quan thiết khóe miệng của hắn không tự kiềm chế mà hiện nét cười khó nhận thấy cảm giác thích thật đột nhiên trong lòng hắn hiện lên một tia minh ngộ trước lúc trông thấy tiểu man tiểu thư Thế giới của hắn chỉ có quá khứ, mà bây giờ, thế giới của hắn còn có hiện tại. Mình không chỉ sống ở trong trí nhớ a, à, thế giới đen tối, như thể tại giờ khác này trở nên sáng ngời, trở nên đầy sức sống, trở nên sinh động, trở nên có rất nhiều sắc thái, dù cho mình chỉ là một gã hồn tướng. Thật tốt, ánh mắt A Tín nhìn Tu Tư trưởng lão, nói, nếu như chỉ là như vậy thì xấu hổ. Khuôn mặt Tang nước Lập cuối cùng lộ ra nụ cười tươi, y biết rõ thánh điện triệt để thất bại rồi. Thất bại rồi a. À bỗng nhiên thanh âm uy nghiêm trầm thấp mà lại xa lạ vô cùng cắt đứt lời a tín a tín đột nhiên đứng lên ánh mắt tăng vọt nhìn trầm trầm tu tư những người khác cả kinh vẻ mặt như gặp quỷ nhìn tu tư thanh âm xa lạ vừa rồi là từ trong miệng tu tư nói ra mọi người đều thấy tu tư là lạ thân thể tu tư cứng ngắc không chút động đậy ánh mắt láo đăm đăm mất đi tiêu cự chỉ có miệng mất máy tràng diện trước mắt quỷ dị vô cùng mọi người chỉ cảm giác một luồng hàn ý từ phía sau lông tóc dựng thẳng tang nước Lạp nhìn chằm chằm tu tư khuôn mặt kinh hãi đại trưởng lão ha ha tu tư không chút động đậy miệng mấp máy thanh âm như thể phát ra từ lồng ngực tang nước Lạp, không ngờ ngươi còn có thể nghe ra thanh âm của ta chúng ta đã 20 năm không gặp rồi nhỉ thần tình tang nước Lạp khôi phục như thường đúng vậy 23 năm không gặp trí nhớ của ngươi luôn tốt hơn ta thật không muốn gặp mặt a lão bằng hữu năm xưa hiện tại lại muốn quyết một trận sinh tử đại trưởng lão than thở ta chỉ lấy lại những thứ thuộc về chúng ta. Tang Đức Lạp thản nhiên nói, mọi thứ của Quang Minh Châu, kể cả các ngươi, chỉ thuộc về Thánh Điện. Giọng điệu đại trưởng lão lãnh đạm, lại bá đạo vô cùng. Tang Đức Lạp không hề dao động, cho nên mới có trận chiến tranh này. 20 năm trước, ta đã minh bạch tâm ngươi không thần phục, nhưng mà ta rất khó hạ thủ với ngươi. Tất cả đều kết thúc rồi, Tang Đức Lạp, cảm tạ trận chiến tranh này, một thời đại mới sắp bắt đầu rồi. Sắc mặt Tang Đức Lạp âm trầm, trong lòng y có chút bất an. Quang Minh Châu không cần có danh môn, Quang Minh Châu chỉ cần thánh điện. Thanh âm đại trưởng lão lộ ra vẻ cuồng nhiệt, thân thể tu tư đang rung động. Tang Đức Lạp đột nhiên hiểu được, trong mắt y hiện lên vẻ không thể tin tưởng được, người sẽ đối phó tất cả danh môn. Bây giờ mới hiểu ra, Tang Đức Lạp, người lui bước đi. Thanh âm đại trưởng lão càng cuồng nhiệt hơn, thánh điện cần phải tân sinh, Quang Minh Châu cần phải tân sinh. Chỉ có ta, mới có thể tân sinh. Đáng tiếc, Tang Đức Lạp, người nhìn không thấy toàn thân tu tư trưởng lão kịch liệt rung động bỗng nhiên thân thể toát ra một luồng hỏa diễm bạch sắc thánh viêm thánh viêm thuần khiết nhu hòa biểu thị tạo nghệ của tu tư thâm hậu đến mức nào thánh viêm bao phủ toàn thân tu tư như thể người lừa mọi người đều cảm thụ được khí thức nguy hiểm nhưng mà bọn họ không biết nguy hiểm đến từ nơi nào động tác đường thiên nhanh nhất cơ hồ trong nháy mắt thánh viêm vừa toát ra hắn liền động thủ với tu tư trưởng lão trực giác của hắn dị thường nhạy cảm nhưng mà lúc này, trong lòng hắn bị cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có bao phủ. Tử vong, hắn ngửi được khí tức tử vong, từ khi sau hắn lĩnh ngộ thức tỉnh thần trang, đã lâu lắm rồi hắn không cảm nhận bị tử vong uy hiếp. Báo động là cường liệt như thế, lông tóc toàn thân đường thiên không tự chủ mà sợi sợi dựng thẳng. Phốc, cái đầu tu tư trưởng lão như dưa hấu vỡ ra, nhưng mà thân thể của lão không đổ nhào xuống. Một màn kế tiếp, khiến mọi người hít vào một hơi. chương 914, trụ phán quyết thánh viêm màu trắng nhu hòa thuần khiết, tản ra khí tức thần thánh uy nghiêm khiến người sùng bái phục tùng. Nhưng một màn trước mắt lại lộ ra sự quỷ dị khó mà hình dung, sống lưng người tại chàng phát lạnh. Đầu tu tư trưởng lão bị đánh nát, phần cổ đứt gãy, mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng xương cốt trắng hiếu và một mảnh huyết nhục mơ hồ. Ở tình huống bình thường, tiên huyết bắn ra từ chỗ đó thậm chí sẽ thành một chùm huyết phụ. Nhưng mà quỷ dị là không có nửa giọt máu tươi nào trào ra từ chỗ đứt gãy trên cổ tu tư. Hô, một luồng thánh viêm màu trắng sữa từ cái cổ của tu tư trưởng lão bốc lên. Tu tư trưởng lão không đầu, thân thể đứng thẳng như cọc gỗ không ngã, không chút động đẩy tựa như một ngọn nến hình người cắm trên mặt đất. Thánh viêm màu trắng, bập bùng không tiếng động, huyết nhục của tu tư hòa tan ra tựa như sáp ong, bị thánh viêm màu trắng thôn phệ. Mọi người mở mắt chừng chừng nhìn thi thể tan ra với tốc độ mắt thường có thể thấy, thánh viêm lớn mạnh tỷ lệ với nó. Không một ai biết đây là tình huống gì, trong lòng mọi người tràn ngập sự bất an, dường như có chuyện gì đó đáng sợ đang xảy ra. Nhưng mà không một ai biết phải ngăn cản thế nào, đánh nát đầu cũng vô dụng, bọn họ chỉ có thể yên lặng xem kỳ biến. Thân thể tu tư, tư trưởng lão dường như là nhiên liệu tốt nhất cho thánh viêm, thiêu đốt cực nhanh, trong nháy mắt thánh viêm đã đốt đến phần eo, nguyên bản thánh viêm to cỡ cánh tay, lúc này lớn mạnh gấp trăm lần. Thánh viêm hừng hực thiêu đốt, không ngừng phun ra bốn phương tám hướng, chỉ còn lại có nửa đoạn thân thể, lúc này tu tư, tư từ ngọn nến hình người biến thành ngọn đuốc hình người sắc mặt mọi người khẽ biến, người ở gần dồn dập lui về phía sau. Thánh viêm trở nên lớn mạnh, cũng trở nên nguy hiểm. Đường thiên nhìn chằm chằm vào thi thể đang bị thiêu đốt, cái chán hắn dịn ra một tầng mồ hôi tinh mịn, phần lưng bị mồ hôi ướt sũng. Hắn không lui lại, trái lại bước về phía trước một bước, bảo vệ thiên huệ ở sau người. Trực giác của hắn vô cùng nhạy cảm, cảm thụ cường liệt hơn người khác. Đường thiên đã giao thủ với La Kiệt, không xa lạ quang minh thánh viêm chút nào. Lần giao thủ kia, hắn thủy chung áp chế la kiệt không có cho đối phương nửa điểm cơ hội lúc đó tuy rằng hắn cảm thấy quang minh kỵ sĩ đoàn quả nhiên danh bất hư truyền nhưng mà cảm thấy mình nắm được mấy phần thế nhưng thánh viêm ở trước mắt đã hoàn toàn phá vỡ ấn tượng của hắn đối với thánh viêm hai người không cùng một cấp bậc thánh viêm của la kiệt tựa như ngọn lửa yếu ớt thánh viêm trước mắt tựa như núi lửa phun trào hỏa diễm để hắn cảm thấy khẩn trương hơn nữa chính là khơ thánh viêm không ngừng lớn mạnh lượng biến đang từ từ phát triển theo hướng chất biến một ít thuộc tính của thánh viêm đang lẳng lặng xảy ra biến hóa, hắn có thể cảm thụ được loại biến hóa này. Thánh viêm hừng hực thiêu đốt, nhưng không có chút khí thức cuồng bạo nào, thần thánh uy nghiêm, càng lúc càng cường liệt, tựa như bầu trời có đế vương thần kỳ đang nhìn xuống chúng sinh, ngay cả không khí cũng dường như bao phủ ở phía dưới phiến uy nghiêm này, uy áp vô hình bao phủ mọi người. Chờ chút, con mắt đường thiên đột nhiên co lại, trong thánh viêm trắng toát cuộn trào mãnh liệt, một cái hư ảnh nhàn nhạt đang thống khổ dẫy ruộng. Hình dáng hư ảnh, rõ ràng là tu tư trưởng lão. Lúc này A Tín cũng chú ý tới hư ảnh, thất thanh kinh hô, không thể như vậy. Đó không phải hồn tướng, đường thiên phát hiện ra trước tiên. Hồn phách, đó là hồn phách của tu tư trưởng lão. Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm vào thánh viêm, trên mặt mỗi người đều kìm lòng không đậu mà lộ ra vẻ kinh hãi, ngay cả đường thiên cũng không ngoại lệ. So với thánh vực, đường thiên đến từ thiên lộ, biết rõ hơn về khái niệm hồn. Hồn tướng hồn tướng tạp tại thiên lộ không phải thứ gì đặc thù mà là vật rất thông thường phẩm chất chúng nó có phân chia cao thấp nhưng bản chất không mấy khác biệt nhưng mà đường thiên chưa từng thấy hồn phách chân chính hồn tướng không phải là hồn phách bí mật hình thành hồn tướng còn chưa được lý giải rõ ràng nhưng mà hai cái có quan hệ mật thiết không thể tách rời quan niệm phổ biến cho rằng hồn tướng là chấp niệm và hồn phách lúc sinh tiền của võ giả cùng lúc biến thành về phần tồn tại hồn phách đơn thuần chưa ai nhìn thấy hồn phách sống động như thế hiển hiện trước mắt đường thiên, thực rất chấn động. Hồn phách của tu tư trưởng lão vô cùng thống khổ mà dẫy ruộng trong thánh viêm, thánh viêm vô thanh bập bùng, vô thanh thiêu đốt, nhưng mà không biết vì sao, mọi người dường như có thể nghe thấy tiếng kêu rên thảm thiết tê tâm liệt phế kia. Khi một ngón chân cuối cùng của tu tư hòa tan tiêu thất trong thánh viêm, thánh viêm sáng chó nhiễm một tầng quầng sáng kim sắc. Hồn phách trong thánh viêm, phần ngoài cùng đã bắt đầu hòa tan, chảy ra chất dịch kim sắc. Từng giọt dịch vàng kim nhanh chóng rót vào thánh viêm. Hồn phách giấy rùa càng ngày càng yếu, nó trở nên càng ngày càng nhỏ, càng lúc càng mờ nhạt, khi giọt dịch cuối cùng rót vào thánh viêm, thánh viêm nguyên bản bàng bạc liền biến thành màu vàng nhạt cao quý. Nơi tu tư trưởng lão đứng, giờ trống không, thánh viêm màu vàng kim, hỏa diễm bập bùng trở nên thong thả, tựa như mỗi một lần ngọn lửa bập bùng đều nặng tựa thiên quân. Nó tựa như một vị thần linh tỉnh dậy sau giấc ngủ, chậm rãi nhìn kỹ chúng sinh, ánh mắt kia cũng có thể nghiền nát thế giới. Lui về sau một chút, Đường Thiên không quay đầu lại mà trầm giọng nói với Thiên Huệ. Hắn như lâm đại địch, mỗi một khối cơ nhục toàn thân đều như lâm đại địch. Thiên Huệ không nói gì, cấp tốc lui về phía sau, nàng biết rõ tình huống không thích hợp, giống như Đường Thiên luôn luôn tin tưởng vào phán đoán của nàng đối với thế cục, ở trong chiến đấu nàng vĩnh viễn tin tưởng Thiên ca ca của nàng vô điều kiện. Ở bên cánh trái Đường Thiên, lúc này các trẻ cũng không quan tâm được quá nhiều, yêu đau đỏ sẫm sát bên người. Tay nắm đao của hắn không chút động đậy, nhưng mà thân thể nghiêng tới trước tựa như dã thú trước khi chuẩn bị tấn công thì cong mình lên tiểu man cách đường thiên nửa bước hai tay nắm chặt chạm mã đao đứng bên phải đường thiên sẵn sàng trợ giúp nàng nhìn a tín cách đó không xa không biết từ lúc nào a tín đã cầm bất tử kiếm trên khuôn mặt bất cần đời kia là sự nghiêm trọng còn có phẫn nộ trước nay chưa từng có thâm trầm mà vô tận phẫn nộ nàng biết rõ vì sao a tín mà phẫn nộ nàng cũng đang phẫn nộ ngay cả hồn phách của người khác cũng muốn lợi dụng thực sự là quá ác độc hồn phách thiêu đốt hầu sạch sẽ có nghĩa chân chính tan thành cho bụi ngay cả khả năng thành hồn tướng cũng mất đi thân là hồn tướng điểm cảm thụ ấy càng thêm cường liệt oanh hỏa trụ màu vàng kim bắn ra từ trong thánh viêm màu vàng kim phóng lên cao nóc đại sảnh trước mặt hỏa trụ màu vàng kim yếu đuối vô cùng trong nháy mắt khi hỏa trụ chạm đến thì toàn bộ nóc nhà liền bị tan thành khí thu ninh vô thanh ẩn núp y đã ẩn núp tròn hai ngày hai đêm khi binh đoàn của bốn đại hào môn xuất hiện ở ngoài bạch tuyết thành, y liền ý thức chuyện kế tiếp bốn đại hào môn có khả năng sẽ giới nghiêm toàn thành. Một khi giới nghiêm toàn thành, thủ vệ ở phụ cận mai tư phỉ nhí đức thương hội nhất định sẽ trở nên cực kỳ xâm nghiêm. Đến lúc đó, muốn lẻn vào sẽ trở nên phi thường chắc trở. Thu Ninh đã lẻn vào hai ngày trước đó, vừa lúc tránh giờ giới nghiêm. Y khống chế khí tức phi thường xuất sắc, không lộ ra chút vết tích nào, ngay cả đường thiên cũng bị y tránh được. Y hoàn mỹ mà tránh được mọi người vị trí y lựa chọn dị thường xảo diệu ở phía trên đòn rông đại sảnh. Bầu không khí khẩn trương trong đại sảnh khiến thần kinh mọi người đều khẩn trương cao độ, không ai chú ý tới y. Thu Ninh Thủy Trung đang tìm kiếm cơ hội, nhưng mà thế cục biến hóa cực nhanh, khiến y trở tay không kịp. Biến hóa của tu tư trưởng lão thiếu một chút hù dọa y khóc. Đây là cái quỷ gì? Từ lâu rồi Thu Ninh hiếm khi có cảm giác kinh ngạc. Y cảm thấy mình có thể thong dong đối diện toàn bộ điều ngạc nhiên cổ quái trên thế giới này mà không sinh sợ hãi nhưng hiện tại y bị hù dọa thật rồi khi thánh viêm từ cái cổ cụt đầu của tu tư trưởng lão phun ra lông tóc toàn thân y đều dựng thẳng lên y chưa từng sợ hãi như thế khủng hoảng như thế cảm giác cực kỳ sợ hãi tràn ngập vào từng góc thân thể y đầu óc y thất thần nhất thời y chưa từng gặp tình huống như vậy màn này tàn khốc như thế ác độc như thế vượt qua cực hạn mà y có thể tưởng tượng nhưng mà y nhanh chóng phục hồi lại tinh thần phục hồi lại tinh thần thì phản ứng đầu tiên của thu ninh là chạy cho mau cái gì mà vinh quang gia tộc cái gì mà giá trị của mình tại giờ khác này tất cả đều lên chín tầng mây cảm giác cực kỳ sợ hãi bao vây lấy y y chỉ muốn rời cái chỗ chết tiệt này cho xa khi giọt dịch màu vàng kim xuất hiện trong thánh viêm thu ninh cảm thấy toàn thân phát lạnh hàn ý khắc cốt ghi xương rót vào chỗ sâu nhất trong xương cốt y thánh điện đây là thánh điện a y lạnh quá dù cho y xuất thân thu ra thu ra rất có thành kiến đối với thánh điện nhưng ở trong lòng y thánh điện luôn đáng để tôn kính luôn là thần thánh y chưa từng nghĩ chuyện đáng sợ mà điên cuồng như thế lại do thánh điện làm ra lại là đại trưởng lão được khắp thiên hạ kính ngưỡng kim dịch cao quý hoa lệ rót vào thánh viêm thần thánh uy nghiêm của thánh viêm tăng gấp bội vẻ cao quý và hoa lệ kia ở trong mắt y dường như đang dịn máu